Vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 22. Cậu mời bổn lão đạo trưởng cùng cậu chịu chết sao? Đương nhiên không phải, Sở Trần liếc mắt nhìn Trương đạo trưởng nắm chặt tay vịn cửa xe, có chút hoài nghi mình gật đầu, vị Trương đạo trưởng này có thể nhảy xe bỏ chạy hay không? Đối phó môn chủ Vu Thần Môn có người khác, chúng ta muốn đối phó, là thứ khác của môn chủ Vu Thần Môn. Sở Trần nói, tôi cũng không giấu giếm Trương đạo trưởng, tôn chuẩn bị rạng sáng đêm nay diệt trừ huyễn thần cổ trước, có một số chỗ cần Trương đạo trưởng hiệp trợ một chút. Còn người Trương Vận Quốc mở to tròn vo, cậu muốn phá huyễn thần cổ. Trương Vận Quốc lại một ý ân nữa hoài nghi hình tượng kém cỏi của mình. Một lần tham gia sát hạch cửu huyền môn trở về, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi sao? Thanh niên này dĩ nhiên muốn phá giải huyễn thần cổ. Đây chính là chí bảo trấn môn của Vu Thần Môn A, nếu dễ dàng bị ép buộc như vậy, sẽ không làm cho người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Nhưng mà, Trương Vận Quốc xác nhận một chút, Sở Trần cũng không nói đùa. Chờ một chút, tôi đi mua vài quả dưa. Tống Thu đi ngang qua quầy hoa quả dừng lại, chọn mấy quả dưa hấu. Đêm dài đẳng đẵng, giấc ngủ vô tâm, chỉ có ăn dưa. Cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể phá huyễn thần cổ? Trương Vận Quốc hỏi, trong quán nhỏ Tinh La, có ký chủ huyễn thần cổ sao? Sở Trần gật đầu, người bị hại là một cô gái vỏ tội, tỏi đưa cô ấy đến quán nhỏ Tinh La, tiện phá giải huyễn thần cổ. Về phần chạm nắm chắc phá giải huyễn thần cổ, chỉ cần không có ghi tra chừng bị phá hư, tôi có 90% chắc chắn. Trương Vận Quốc chấn động, nắm chắc 9 phần phá giải huyễn thần cổ. Đây là hào ngôn cỡ nào? Ai đỡ cho anh sự tự tin lớn như vậy? Vì sao không phải là 10 phần? Tống Thu tò mò hỏi. Sở Trần nhìn Trương Vận Quốc một cái, một phần biến số, ở trên người Trương đạo trưởng. Hiểu rồi, mặt Trương Vận Quốc hơi đen một chút. Ngày hôm nay hắn đều cảm thấy mình là kém cỏi, hiện tại Sở Trần cho hắn giải quyết dứt khoát. Trương Vận Quốc đau lòng, nhưng không phản bác, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa phải biểu hiện thật tốt thực lực của mình một chút. Đúng rồi, anh rể vừa rồi anh nói điều kiện tiên quyết là, không có điều kiện bị phá hư. Tống Thu tò mò hỏi, ý của anh rể là môn chủ Vu Thần Môn sẽ tới phá hư sao? Sẽ, Sở Trần bình tĩnh nói. Huyễn thần cổ đối với môn chủ Vu Thần Môn mà nói quá quan trọng, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn tôi hủy diệt huyễn thần cổ, hơn nữa hắn hiện tại đang ở thiền thành, chỉ cần tôi bắt đầu động huyễn thần cổ, hắn khẳng định có thể nhận thấy được. Môn chủ Vu Thần Môn đang ở thiền thành, Trương đạo trưởng trong lòng có chút sụt rè, hắn thật sự nghĩ không ra, Sở Trần đến cuối cùng lấy đâu ra sức lực, tuổi còn trẻ, còn óc chiến vu môn chủ thần môn. Xe chậm rãi dừng trước quán nhỏ Tinh La. Trương đạo trưởng xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển của quán nhỏ Tinh La, trong lúc bất chợt nghĩ đến một người. Lẩm bẩm tự nói, Tinh La Môn, La Vân Đạo Tôn, thật đúng là trùng hợp. Thọ y điểm Trương đạo trưởng tham gia sát hạch cửu huyền môn, trong đó một người phụ trách sát hạch hắn, chính là người sáng lập Tinh La Môn, La Vân Đạo Tôn. Không nghĩ tới, sát hạch thất bại trở lại thiền thành, nhanh như vậy lại đi tới quán nhỏ Tinh La. Trương đạo trưởng. Mạc Nhàn cùng Trương đạo trưởng từng có duyên mấy lần gặp mặt, khách khí đi ra chào hỏi. Kiều Thương Sinh cũng đi ra, nhìn thấy Trương Vận Quốc, giật mình, có chút quen mắt. Trương Vận Quốc cũng nhìn thấy Kiều Thương Sinh, ánh mắt sáng ngời, kích động vô cùng, Kiều trưởng lão. Trưởng lão của Thiên Nam Dược Cốc, Trương Vận Quốc từng đến Thiên Nam Dược Cốc chữa bệnh, gặp qua Kiều Thương Sinh. Khó trách Sở Trần không sợ môn chủ Vu Thần Môn, thì ra là mời Kiều trưởng lão của Thiên Nam Dược Cốc tới. Trong lòng Trương Vận Quốc cũng có sức mạnh, đồng thời liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, khó trách hắn cũng không sợ môn chủ Vu Thần Môn, thì ra là cáo đội lốt hổ. Trương Vận Quốc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từ sau khi trở lại thiền thành, cái tên Sở Trần này cho hắn một cỗ áp lực khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một người may mắn mà mình bổ nhiệm 5 năm trước, hôm nay mình một chút cũng nhìn không thấu hắn. Đêm nay hắn ngay cả môn chủ Vu Thần Môn cũng dám đấu. Hiện tại biết được là trưởng lão Thiên Nam Dược Cốc làm chỗ dựa cho hắn, Trương Vận Quốc trong lòng bình thường trở lại. Nói chung, khoảng cách không lớn, Trương Vận Quốc tâm tình thả lỏng bưng chén trà lên. Tôi mời Trương đạo trưởng lời cùng nhau phá giải huyễn thần cổ, từ giờ khắc này trở đi, môn chủ Vu Thần Môn tùy thời có thể xông tới, mọi người nhất định phải mật thiết chú ý. Sở Trần nói, Kiều Thương Sinh gật đầu, tôi hiểu rồi, Sở Sư Thúc. Trương Vận Quốc phun ra một ngụm trà. Quán nhỏ Tinh La, yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn Trương Vận Quốc, thần sắc nghi hoặc. Trương tiền bối,
Mạc Vô Ưu thật cẩn thận thăm dò hỏi, trà này, không hợp khẩu vị sao? Khuôn mặt già nua của Trương Vận Quốc có chút không nhịn được, xin lỗi một tiếng. Trong lòng không thể kiềm chế được rung động nồng đậm, Sở Sư Thúc, đường đường là trường lão Thiên Nam Dược Cốc, ở giới võ giả xem như rất có địa vị, vậy mà xưng hô với một thanh niên là Sư Thúc. Từ phản ứng của những người khác trong phòng, chuyện này chỉ có hẳn không biết. Hắn lại không tính được, Trương Vận Quốc khóc vì sự kém cỏi của mình. Hồi lâu, mặt không đổi sắc chuyển đề tài, Sở Trần, chúng ta khi nào bắt đầu? Cậu cần tôi làm gì? Đi với tôi, Sở Trần đứng lên, dẫn theo Trương Vận Quốc đi về phía nội viện quán nhỏ Tinh La, những người còn lại suy nghĩ một chút sau đó, cũng đi theo vào. Tống Thu tự giác ở cửa ăn dưa, Kiều Thương Sinh thì đi ra ngoài, quan sát xung quanh phòng một vòng, tìm một nơi tầm nhìn rộng, khoanh chân ngồi yên. Nội viện của quán nhỏ Tinh La, Trương Vận Quốc cảm giác mình chính là tên quê nhà, thượng phẩm trận pháp, ánh sáng màu vàng nhạt kia không ngừng hiện lên, làm mù mắt Trương Vận Quốc. Lấy đâu ra thượng phẩm trận pháp, Trương Vận Quốc cả kinh, tầm mắt lơ đãng đảo qua mọi người, thấy mọi người bộ dạng bình tĩnh, Trương Vận Quốc nhất thời càng thêm giống tên nhà quê. Không ỷ âu trước đây, hắn hả lòng hả dạ, cảm thấy mình có thể tiến vào kỳ môn cao nhất điện đường cửu huyền môn tu hành. Nhưng bây giờ, hắn bị đả kích đến thương tích đầy mình. Ninh Tử Mặc Túc này từ trong quan tâm trận đi ra, tràn đầy chờ mong nhìn Sở Trần. Hiện tại vẫn là một ít công tác chuẩn bị, khoảng 9 giờ tối, mới chính thức bắt đầu phá huyễn thần cổ. Sở Trần vỗ vỗ bả vai Ninh Tử Mặc, yên tâm đi, Sở Thúc có 9 phần nắm chắc có thể phá huyễn thần cổ này. Nghe vậy, khóe miệng Trương Vận Quốc ảm thầm co giật một chút. Hắn đã không quên rằng hắn là một nhân tố không ổn định. Có cần cháu hỗ trợ không? Ninh Tử Mặc trầm giọng hỏi. Sự an toàn của chúng ta giao cho cậu. Sở Trần cười nói, trong quá trình phá cổ, nếu có người đến đánh lẻn chúng ta rất khó phân tâm đánh trả. Cháu hiểu rồi, ánh mắt Ninh Tử Mặc kiên nghị gật đầu, rất nhanh, Ninh Tử Mặc đánh giá xung quanh tiểu viện một cái, xoay người đến trên tường rào ngồi, trong tay hắn không biết từ lúc nào còn có thêm một thanh chủy thủ, kề sát lòng bàn tay, toàn bộ nội viện đều ở trong tầm mắt Ninh Tử Mặc. Có hai cao thủ tiên thiên chấn giữ. Môn chủ Vu Thần Môn muốn xông vào chỉ sợ cũng không dễ dàng. Sở Trần nói, Trương đạo trưởng, kế tiếp làm phiền ông rồi. Tiên thiên, Trương Vận Quốc thầm chấn động, nhịn không được nhìn thoáng qua Ninh Tử Mặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Võ giả tiên thiên trẻ tuổi như vậy, ở giới võ giả cũng không hiếm thấy. Một trong những việc Sở Trần nhờ Trương Vận Quốc trợ giúp, chính là vẽ bùa. Trương Vận Quốc tinh thông kỳ môn mệnh thuật. Đối với bùa thuật cũng có một ít nghiên cứu, tuy rằng chưa nói tới tinh thông, nhưng cũng mạnh hơn Tiểu Vô Ưu rất nhiều. Trương Vận Quốc nhớ kỹ trong lòng chuyện Sở Trần dặn dò hắn, trong lòng thầm nghĩ, cho dù là liều mạng cái xương già này, cũng phải biểu hiện thật tốt một phen, tuyệt đối không thể để cho nhân tố không xác định này xảy ra trên người mình. Chỉ là, Trương Vận Quốc trong lòng có chút nghi hoặc chính là, Sở Trần vì sao lại để cho hắn vẽ một ít hạ phẩm linh phù không quan trọng. Ví dụ như một cái bùa trong nước. Công hiệu của bùa này chỉ là vẩy chút nước, có thể nói chỉ là bùa vô bổ. Trương Vận Quốc không dám đi hỏi, dù sao, hỏi liền đại diện hắn không hiểu liền đại diện ở trước mặt Sở Trần thừa nhận hắn chỉ là một kỳ môn kém cỏi. Mạc Nhàn đứng nhìn một hồi, cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao vết thương của hắn cũng vừa lành. Mạc Vô Ưu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cơ hồ là nhìn Sở Trần không chớp mắt khắc các loại bùa. Còn người lĩnh động thỉnh thoảng chớp động hạc quang, trong miệng không ngừng lẩm bẩm thật tuyệt, a, à, thì ra bùa này vẽ như vậy. Tống Nhan đối với kỳ môn thuật đương nhiên không biết, cô do dự một chút, cất bước đi vào trong quan tâm trận, nhất thời cảm giác được tâm thần cực kỳ an bình, cô vốn còn lo lắng Dương Tiểu Cần sẽ cô độc sợ hãi. Hiện tại xem ra, ở trong quan tâm trận, chỉ sợ cũng rất khó sinh ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Tống Nhan không quấy rầy, lặng lặng đi ra ngoài. Còn người rơi vào trên người Sở Trần, cùng với, nhìn lướt qua Trương đạo trưởng đang bận rộn bên cạnh Sở Trần. Năm nảm qua, trong mắt người Tống gia, Trương đạo trưởng chính là cao nhân đắc đạo, cao thâm khó lường. Nhưng không biết vì cái gì, lúc này Trương đạo trưởng trở về, Tống Nhan cảm thấy Trương đạo trưởng không giống như trước kia, trên người hoàn toàn không cảm nhận được cỗ khí tức thần bí lúc trước. Ngược lại, còn thỉnh thoảng cá kinh, hiện tại ở bên cạnh Sở Trần càng giống như một người học nghề. Tống Nhan đương nhiên không cảm thấy Trương đạo trưởng thay đổi, mà là Sở Trần thay đổi tất cả. Bởi vì Sở Trần tồn tại,
mới có thể làm cho tâm thái Trương đạo trưởng nổ tung. Tống Nhan đột nhiên nhớ tới, Sở Trần đã nói qua, thuật bói toán của anh còn ở trên Trương đạo trưởng, lúc ấy Tống Nhan cũng không tin, nhưng hiện tại, cô tin rồi. Tống Nhan nhìn Sở Trần đang vẽ bùa, khuôn mặt tuấn lãng, tư thế cầm bút ỉ ảm cho người ta có một loại cảm giác xuất trần nói không nên lời. Đây là trạng thái cực nhỏ của Tống Nhan có thể nhìn thấy Sở Trần nghiêm túc như vậy. Cho dù là lúc ở Vĩnh Dạ cùng Ninh Tử Mặc đánh quyền, cảm giác Sở Trần cho Tống Nhan cảm giác tựa hồ cũng không nghiêm túc. 9 giờ tối, Tống Thu cuối cùng cũng thôi ăn dưa ở cửa, cầm một miếng dưa hấu vừa gặm vừa đi tới hậu viện. Hậu viện có ánh đèn chiếu sáng, vòng sáng màu vàng của quan tâm trận đặc biệt chói mắt. Chuẩn bị bắt đầu thôi. Sở Trần mở miệng, Trương Vận Quốc lau mồ hôi trên trán. Mặc dù Sở Trần giao nhiệm vụ đơn giản nhất cho hắn, hắn cũng suýt nữa không giúp được. Thậm chí nội tâm Trương Vận Quốc cũng không kịp chấn động năng lực vẽ bùa của Sở Trần, cũng đã dần dần chết lặng, quen với quá trình sinh ra một tấm bùa trong tay Sở Trần là dễ dàng cỡ nào. Tống Thu vứt vỏ dưa hấu đi, mang đến băng ghế nhỏ, suy nghĩ một chút, vẫn để chị ba ngồi xuống. Mạc Nhàn lúc này cũng đi ra, thanh danh huyễn thần cổ quá mức vang dội, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem. Sở Trần có thể đuổi huyễn thần cổ từ trong cơ thể Dương Tiểu Cần ra hay không, hơn nửa tiêu diệt nó. Trên tường rào, Ninh Tử Mặc cũng theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng của Sở Trần, thậm chí nội tâm Trương Vận Quốc cũng không kịp chấn động năng lực vẽ bùa của Sở Trần, cũng đã dần dần chết lặng, quen với quá trình sinh ra một tấm bùa trong tay Sở Trần là dễ dàng cỡ nào. Tống Thu vứt vỏ dưa hấu đi, mang đến băng ghế nhỏ, suy ý nghĩ một chút, vẫn để chị ba ngồi xuống. Mạc Nhàn lúc này cũng đi ra, khi thanh danh huyễn thần cổ quá y mức vang dội, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem, Sở Trần có thể đuổi huyễn thần cổ từ trong cơ thể Dương Tiểu Cẩn ra hay không, hơn nữa tiêu diệt nó. Trên tường rào, Ninh Tử Mặc cũng theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng của Sở Trần, nhưng, hắn rất nhanh lại phục hồi tinh thần, chuyên tâm nhìn chăm chú xung quanh, cảnh giác tùy thời có thể phát sinh biến cố. Chuyện này liên quan đến an toàn tính mạng của Dương Tiểu Cẩn. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ một tia sai sỏ nào. Trương đạo trưởng, phiền ông trước tiên dùng bùa trong nước vẩy một chút xung quanh quan tâm trận. Sở Trần mở miệng, Trương Vận Quốc sửng sốt một chút, bùa trong nước gần như vô dụng này dĩ nhiên trong quá trình phá giải huyễn thần cổ cũng có thể có tác dụng. Hơn nữa còn dùng đến nó đầu tiên. Trương Vận Quốc cất bước đi lên trước, 10 tấm bùa trong nước vẽ xong trong tay bay ra, rơi vào bốn phía quan tâm trận. Công bằng mà nói. Trình độ bùa chú của Trương Vận Quốc tuy rằng không đạt tới trình độ rất cao thâm, thế nhưng, bùa cơ bản của bùa trong nước như vậy, dưới sự khống chế của Trương Vận Quốc có vẻ vô cùng vững vàng, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, đây cũng là nguyên nhân Sở Trần đề cho Trương Vận Quốc làm trợ thủ, phụ trợ anh phá giải huyễn thần cổ. Người trung niên và người cao tuổi, đủ ổn định, sau khi 10 tấm bùa trong nước rơi xuống, phiến đá xung quanh quan tâm trận bị thấm ướt. Sở Trần hai tay trái phải mỗi tay xuất ra một tấm bùa, khu động bùa, bay về phía quan tâm trận. Đây là muốn làm gì? Mạc Phổ Ưu thốt ra. Thật lâu sau, Trương Vận Quốc nhìn ra, thần sắc chấn thán, tòa quan tâm trận này tuy rằng bị Sở Trần thẳng cấp lên độ cao của thượng phẩm trận pháp, thế nhưng, từ trong ra ngoài, có thể ra vào tự nhiên, Sở Trần đây là muốn táng thêm một đạo phòng ngự cho quan tâm trận. Lợi dụng sức lực của các loại bùa, phối hợp lần nhau, dẫn phát tác dụng. Hình thành phòng ngự, như vậy, không chỉ có thể phòng ngừa tập kích bên ngoài, còn có thể ngăn trở huyễn thần cổ có khả năng muốn chạy trốn. Trải qua một phen giải thích của Trương Vận Quốc, mọi người cũng đều hiểu rõ. Tống Thu nhanh chóng nịnh nọt, Trương đạo trưởng có năng lực nhìn thấu kinh người, không hổ là ông. Ghi thù cộng một, ở trong lòng Trương Vận Quốc, hiện giờ mỗi một câu khen ngợi của Tống Thu đều là đang chào phúng lão đạo trưởng như hắn. Một khách sạn cách quán nhỏ Tinh La khoảng 5 km. Trong phòng kinh doanh, môn chủ Vu Thần Môn ngồi trên ghế salon, khoanh chân nhắm mắt lại. Hắn đang tận khả năng thử cùng huyễn thần cổ thành lập liên lạc, nhưng mặc cho hắn gọi như thế nào, đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Vu Thanh trưởng lão ngồi đối diện môn chủ Vu Thần Môn, thần sắc có chút kinh hoàng, hắn hy vọng môn chủ có thể có thu hoạch, nếu không, muốn hắn một mình dạ thám quán nhỏ Tinh La, Vu Thanh trưởng lão trong lòng luôn có loại tâm hoảng khó hiểu. 5 km, khoảng cách gần như vậy. Đều không cảm nhận được sự tồn tại của huyễn thần cổ. Thật lâu sau, môn chủ Vu Thần Môn chậm rãi mở to mắt, tối nay, vẫn là người đi điều tra một chút đi. Vu Thanh trưởng lão kiên trì gật gật đầu, người cũng không cần quá mức kinh hoàng, người có thể chặt đứt liên lạc giữa huyễn thần cổ và ta, cũng không nhất định sẽ là cường giả.
Môn chủ Vu Thần Môn nói, dù sao, huyễn thần cổ cũng không có bị thương, ta suy đoán, là bị trận pháp ngăn trở. Môn chủ phân tích có lý, Vu Thanh trưởng lão mặt ngoài nịnh nọt, nội tâm bi sầu. Không nhất thiết phải là một cường giả sao, vậy cũng có xác suất nhất định chính là một cường giả a. Vu Thanh trưởng lão hoảng hốt, môn chủ, Vu Thanh trưởng lão cẩn thận từng ly từng tỉ hỏi, vạn nhất tôi bị người phát hiện, mà dưới tình huống không đánh lại, tôi có thể dẫn kẻ địch tới nơi này không? Đó là đương nhiên, môn chủ Vu Thần Môn ngạo nghễ nói, dẫn địch nhân dẫn tới, bản môn chủ tự nhiên có thể đối phó. Ta không tùy tiện xông vào, là bởi vì đối phương rất có khả năng là cao thủ trận pháp, hẳn có thể ở trong quán nhỏ Tình La bố trí xong trận pháp chờ ta xông vào, nếu như hắn đi ra, bổn môn chủ tất nhiên có thể bắt hắn. Vu Thanh trưởng lão bừng tỉnh, lập tức gật đầu, lo lắng trong lòng giảm bớt một chút. Chỉ là, Vu Thanh trưởng lão không biết chính là, môn chủ Vu Thần Môn giờ phút này trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Đêm nay chờ Vu Thanh trưởng lão xuất phát, hắn cũng lập tức rời vị trí, trốn ở chỗ tối, tùy thời mà động. Được rồi, Vu Thanh, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Môn chủ Vu Thần Môn xua tay nói, rạng sáng đẽm nay, là cơ hội thám hiểm đêm rất tốt. Vu Thanh trưởng lâu đứng lên, môn chủ Vu Thần Môn sắc mặt đột ngột mãnh lỉ ệt, mẹ kiếp, Vu Thanh. Vu Thanh trưởng lão hai chân run lên, lại ngồi trên sofa, thần sắc hoảng sợ NSLN môn chủ Vu Thần môn chủ gọi tôi. Khuôn mặt môn chủ Vu Thần Môn liên tiếp biến ảo vài cái, sắc mặt trong phút chốc hoàn toàn âm trầm xuống, ánh mắt liếc về phía quán nhỏ Tình La, ta cảm nhận được tồn tại của huyễn than cổ. Thật sao, Vu Thanh trưởng lão kinh hỉ vạn phần, nhưng nhìn kỹ, thần thái môn chủ không thích hợp lắm. Bọn họ động thủ với huyễn thần cổ, môn chủ Vu Thần Môn ánh mắt sắc bén, lóe lên bất định. Người trong quán nhỏ Tinh La kia, đến cuối cùng là lai lịch gì, không chỉ chặt đứt liên hệ của ta cùng huyễn thần cổ, còn muốn không coi ta ra gì, hủy diệt huyễn thần cổ. Vu Thanh trưởng lão khuôn mặt kinh hãi, làm sao có thể như vậy? Hẳn có thể phá huyễn thần cổ sao? Môn chủ Vu Thần Môn nhíu chặt mày. Hẳn không cách nào xác định, đối phương có thật sự có thể trực tiếp từ trên người ký chủ dẫn ra huyễn thần cổ, hơn nữa hủy diệt nó. Lúc này trong lòng môn chủ Vu Thần Môn còn có một ý niệm khác, đối phương rất có khả năng là kích thích huyễn thần cổ một chút, dùng cái này dẫn hắn đi qua thông qua phá cổ tới chảm hắn. Nhất định là như vậy, môn chủ Vu Thần Môn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, vững vàng ngồi xuống, ta không tin, hắn có thể phá bảo vật trấn môn Vu Thần Môn ta. Đúng, bọn họ nhất định là muốn dẫn rắn ra khỏi động. Vu Thanh trưởng lâu thốt ra, nửa hồi, cảm thấy có chút không thích hợp. Sửa miệng, dần thần xuất động. Nội viện của quán nhỏ Tinh La, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chủ vào Dương Tiểu Cần trong quan tâm trận. Nội tâm thán phục thủ đoạn của Sở Trần, một loạt thao tác vừa rồi của Sở Trần, làm Trương Vận Quốc trực tiếp kinh hãi. Theo Trương Vận Quốc, Sở Trần đối với bùa thuật vận dụng quả thực đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay từ đầu Trương Vận Quốc còn có thể hiểu được, đến phía sau, Trương Vận Quốc chỉ có thể âm thầm hô. Tiểu Mặc, Kiều trưởng lão, bắt đầu từ giờ trở đi, môn chủ Vu Thần Môn tùy thời có thể xuất hiện. Sở Trần mở miệng nhắc nhở, Ninh Tử Mặc trực tiếp đứng lên, thân hình thẳng tắp dưới ánh trăng có vẻ có vài phần tiêu sái, chùy thủ ở lòng bàn tay thỉnh thoảng hiện lên một tia hàn mang lạnh như băng. Trong quan tâm trận, khuôn mặt Dương Tiểu Cần ngay từ đầu bình tĩnh, dần dần, không tự chủ được toát ra một trận thống khổ. Kế tiếp, phải dẫn huyễn thần cổ từ trong cơ thể Dương Tiểu Cần ra. Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên. Đi tới một bước này, anh đã có 10 phần nắm chắc có thể hủy diệt huyễn thần cổ. Về phần môn chủ Vu Thần Môn còn chưa có xuất hiện, Sở Trần mơ hồ cũng có thể đoán được nguyên nhân. Dù sao chuyện hôm nay đã có thể nhìn ra được, môn chủ Vu Thần Môn là người cẩn thận. Hắn nhất định sẽ suy đoán, mình căn bản không có cách nào dẫn huyễn thần cổ ra khỏi cơ thể Dương Tiểu Cần. Tôi ngược lại muốn xem, kế tiếp, ông còn có thể ngồi vững hay không. Trong tay Sở Trần, lấy ra một tẩm bùa. Bùa thượng phẩm, bùa định thần, ánh mắt Mạc Vô Ưu sáng ngời, cô tận mắt nhìn thấy quá trình Sở Trần vẽ bùa định thần. Tràn đầy kỳ vọng, đây là, bùa thượng phẩm, nội tâm Trương Vạn Quốc lại kinh hãi một chút, Sở Trần đánh bùa định thần vào trong quan tâm trận, hào quang lóng lánh, định. Huyễn thần cổ vốn giãy giụa chạy loạn trong cơ thể Dương Tiểu Cần, dần dần, không có cách nào nhúc nhích. Vẻ thống khổ của Dương Tiểu Cần cũng giảm bớt, cô Dương. Mở miệng ra, thanh âm Sở Trần vang lên bên tai Dương Tiểu Cần, một phút sau, tôi dẫn huyễn thần cổ ra. Vừa dứt lời,
Ninh Từ Mặc cũng nhịn không được NSLN qua. Chỉ cần thành công dẫn huyễn thần cổ ra, Dương Tiểu Can không còn lo lắng về tính mạng. Ninh Từ Mặc trong lòng vô cùng căng thẳng. Từ lúc biết được trên người Dương Tiểu Cẩn có huyễn thần cổ, trái tim của Ninh Tử Mặc luôn canh cánh trong lòng. Huyễn thần cổ một ngày chưa dài, Dương Tiểu Cẩn liền vẫn sống trong một thế giới hư cấu. Ngay khi định thân phủ tiến vào quan tâm trận, Ninh Tử Mặc không thể rời mắt, lòng bàn tay anh ta vô ý thức đổ mồ hôi. Một bóng người nhảy lên, sừng sững trên bức tường. Ninh Tử Mặc nhìn sang, Tống Thiến cười cười, trong tay vẫn cầm hạt đưa, đừng lo lắng, tôi sẽ canh chừng bốn phía. So với huyễn thần cổ trên người Dương Tiểu Cẩn, đối với Tống Thu, sự xuất hiện của Vu Thần Môn chủ quan trọng hơn. Ninh Từ Mặc lúc này mới tính táo lại, trong lòng như đông cứng lại, nhiệm vụ mà Sở Trần giao cho hẳn là bảo vệ an toàn cho bọn họ, nhưng vừa rồi hắn lại phân thần đi xem quá trình Sở Trần phá giải huyễn thần cổ, nếu kẻ địch xuất hiện lúc này, chắc chắn hắn trở tay không kịp. Ninh Từ Mặc thu hồi ánh mắt, không còn nhìn Dương Tiểu Cẩn trong quan tâm trận nữa, cảnh giác nhìn chung quanh. Tống Thu, 111 theo suy nghĩ của Ninh Tử Mặc, mình không đáng tin cậy như vậy sao? Tống Thu hừ một tiếng, kiêu ngạo nhảy xuống. Tại phòng làm việc của một khách sạn, Vu Thanh tâm trạng phức tạp, nhìn về phía Vu Thần Môn Chủ đang ngồi ở bên cạnh. Hắn tin tưởng vào phán đoán của Vũ Thần Môn Chủ, Sở Trần cố ý muốn thông qua huyễn thần cổ để dụ bọn hắn, có nghĩa là mặc dù Sở Trần không có cách nào phá giải huyễn thần cổ, nhưng hắn cũng không sợ Vu Thần Môn Chủ. Trong Tinh La tiểu điếm, nhất định có thiên la địa võng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng Vu Thanh càng ngày càng bất an. Ngay khi Vu Thanh trưởng lão đang cảm thấy không yên, Vu Thần Môn Chủ đột nhiên nhảy dựng lên. Không tốt, sắc mặt của Vu Thần Môn Chủ đại biến. Vu Thanh trưởng lão vội vàng nhìn qua. Mặc dù ta cảm nhận được sự tồn tại của huyễn thần cổ, nhưng ta không thể nào khống chế được huyễn thần cổ. Vu Thần Môn Chủ trừng lớn mắt, điều này có ý vị. Có ai đỏ đã thay thế quyền kiểm soát của hắn đối với huyễn thần cổ? Làm sao có khả năng? Vu Thanh trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Huyễn thần cổ hẳn là không nào bị mất đi. Vu Thần Môn Chủ nắm chặt hai tay, nhưng trong trường hợp này, huyễn thần cổ khả năng sắp bị tiêu diệt. Môn chủ Vu Thần Môn tuy không biết đối phương dùng thủ đoạn gì để khống chế huyễn thần cổ, nhưng hắn biết rất rõ, từ giờ khắc này, không còn ôm lấy lòng cầu may nữa, biện pháp duy nhất hiện tại. Tiến tới Tình La tiểu điếm, ngăn cản hết thảy sự tình phát sinh. Môn chủ, ta có một cải suy đoán to gan. Vu Thanh trường lão nói. Ngươi nói, Vu Thần Môn Chủ cố nốn bối rối trong lòng. Ta cảm thấy, Tình La tiểu điếm chưa chắc đã có cường giả. Vu Thanh trường lão trầm giọng nói, hoặc là chỉ có một người am hiểu trận pháp, đang bố trí hết thảy chuyện này. Bọn chúng chỉ là cố ý xếp đặt ra nghi trận, để môn chủ. Chúng ta không dám đi qua. Sau đó thuận thế đem huyễn thần cổ phá giải, chờ tới khi chúng ta phát hiện hết thảy mọi chuyện, thì đã quá muộn, huyễn thần cổ bị phá, đối với Vu Thần Môn mà nói, là sự tổn thất vô cùng lớn. Nghe vậy, trong lòng Vu Thần Môn Chủ cũng động tâm. Sau một hồi suy nghĩ, càng cảm thấy những gì Vu Thanh trường lão nói có lý. Vô cùng có khả năng, Vu Thần Môn Chủ gật đầu, Vu Thanh trường lão hai mắt sáng lên, sau đó bình tĩnh phân kia đang phân tâm phá giải huyễn thần cổ. Nhất định không rảnh phân thân để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Vì vậy, hiện tại thực sự là thời điểm tốt nhất để chúng ta tấn công Tinh La tiểu điếm. Vu Thanh trưởng lão dùng ngữ khí kiên định để bày tỏ ý tứ của mình. Đối với Vu Thanh trưởng lão, đây thực sự là một tin tốt. Ngoài những gì hắn đã phân tích, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, hắn đã cử một người đêm tối thăm dò Tinh La tiểu điếm. Vu Thần Môn Chủ trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc, Vu Thần Môn Chủ ngẩng đầu lên, nhìn Vu Thanh, trầm giọng nói, người nói rất có lý. Vu Thanh trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức bày tỏ lập trường, lớn tiếng nói, Tinh La tiểu điếm ó thật là đầm rồng hang hổ hay chỉ là phô trương thanh thế, Vu Thanh cũng nguyện ý đi theo môn chủ, cùng xông vào Tinh La tiểu điếm. Vu Thần Môn Chủ cảm động vô cùng, sau đó nói, Vu Thanh, đi thôi, lập tức đến Tinh La tiểu điếm, điều tra chân tướng. Vâng, môn chủ. Vu Thanh lớn tiếng ôm quyền, hướng phía bên ngoài đi hai bước về sau, mới phản ứng lại, quay đầu lại, môn chủ, ngài. Ta ở phía sau ngươi, tùy thời sẽ chi viện cho ngươi. Vu Thần Môn Chủ trấn an, dùng ánh mắt bao bọc. Vu Thanh im lặng quay đầu sang chỗ khác, dù sao đối với Tinh La tiểu điếm có kiêng kỵ lớn hơn nữa, Vu Thanh vẫn phải đi. Môn chủ là người đứng đầu tông môn,
Trường lão suy cho cùng cũng chỉ là trường lão. Chẳng qua, điều duy nhất khiến Vu Thanh an ủi trong lòng chính là hắn mơ hồ cảm giác được môn chủ ở phía sau hắn 300, 500, 800 mét, đang bí mật theo sau hắn. Khoảng cách càng ngày càng gần với Tinh La tiểu điếm. Phố cũ tê người qua lại, lại thêm trận mưa lớn hôm nay, con phố hoang vắng hầu như không còn bóng người. Tinh La tiểu điếm nằm ở cuối con phố cũ, dưới màn đêm đen kịt, một bóng người lặng lẽ tiếp cận. Vu Thanh trưởng lão vừa mới đột phá đến cảnh giới tiên thiên, lúc đầu đối với chuyến đi tới thiền thành, liền tự tin vô cùng, thật không nghĩ đến, theo môn chủ theo hắn cùng đi, ngược lại là phát sinh biến cố như vậy. Nhất định là phô trương thanh thế. Vu Thanh trưởng lão liên tục nhấn mạnh với chính mình. Khi chỉ còn cách Tinh La tiểu điếm chưa đầy 100 mét, Vu Thanh trưởng lão đi vòng quanh, hướng về phía sân sau của Tinh La tiểu điếm. Kinh nghiệm nói cho hắn, đi từ phía sau sẽ an toàn hơn, mặc dù có chút phiền phức so với đi bằng cửa trước nhưng sẽ ít chuyện ngoài ý muốn hơn. Dưới đêm tối, thân ảnh của Vu Thanh lóe lên, bố cục bài trí những ngôi nhà trong phố cổ không tính chỉnh tề, Vu Thanh trưởng lão rẽ mấy lần qua các ngõ, cảm thấy khoảng cách Tinh La tiểu điếm đã rất gần. Tại một chỗ chê, Vu Thanh trưởng lão vô ý thức chuyển mình, đột nhiên, Vu Thanh trưởng lão dừng lại. Bước chân giống như đã bén rễ, lập tức cứng đờ, thần sắc có hơi, xấu hổ. Ngay đối diện Vu Thanh, thình lình là bức tường sau của Tinh La tiểu điếm. Trên bức tường phía sau, một bóng người đang đứng, nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu Vu Thanh trưởng lão toát ra một câu. Người đứng ngóng NSLN vực sâu đồng thời, vực sâu cũng đang ngắm nhìn ngươi. Như là chỗ dễ gặp phải tình yêu. Hồi lâu, Vu Thanh trưởng lão mỉm cười, hướng một bên đi tới. Ninh Tử Mặc ánh mắt sắc bén, ngay tại thời điểm Vu Thanh xuất hiện, Ninh Tử Mặc liền phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nó tông tự như khí tức lưu lại của đám người Vu Thần Môn trong căn nhà đêm qua. Đây cũng là một kẻ đến từ Vu Thần Môn, hẳn là Vu Thần Môn chủ. Ngươi đến rồi, Ninh Tử Mặc nhẹ giọng nói. Vu Thanh trưởng lão đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm trên người Ninh Tử Mặc, ta ở đây. Từ khí tức chấn động ẩn ẩn trên thân Ninh Tử Mặc truyền ra, xem ra đồng dạng là tiên thiên, Vu Thanh trưởng lão cảm thấy mình chưa hẳn không thể chiến một trận. Nếu đây là con át chủ bài của Tinh La tiểu điếm, như thế tối nay, không cần sợ hãi. Ta đến. Vu Thanh trưởng lão nhếch khóe miệng lên, đôi mắt Ninh Tử Mặc chợt lóe lên tia lạnh lẽo, thân ảnh nhảy lên phóng đi, huy quyền phóng tới Vu Thanh trưởng lão, Vu Thanh trưởng lão khuôn mặt mãnh biến. Tên ngốc này không tuân thủ phép tắc giang hồ, đối phương còn chưa nói xong, vậy mà đã động thủ. Vu Thanh trưởng lão cùng Ninh Tử Mặc đột phá tiên thiên, thời gian không sai biệt bao nhiêu, nhìn thấy Ninh Tử Mặc, ngay lập tức Vu Thanh trưởng lão cũng nhìn ra, hắn không có quá mức đem Ninh Tử Mặc để ở trong lòng. Dù sao Minh đột phá sau khi tiến vào cấm địa Vu Thần Môn, đạt được cơ duyên, thực lực lại tăng. Tuy nhiên, điều mà Vu Thanh không ngờ tới, Ninh Tử Mặc không chỉ không theo lẽ thường ra bài, còn nháy mắt khiến cho hắn một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Đột nhiên, Vu Thanh trưởng lão bị ép vào chân tường. Đồng tử của Vu Thanh trưởng lão đột nhiên co rút lại, trong lòng có chút kinh hãi, sức chiến đấu của gã thanh niên trước mặt vượt xa dự liệu của hắn, Vu Thanh trưởng lão không thể nhìn ra chiêu thức của Tử Mặc. Quyền cước ngắn gọn dứt khoát vô cùng, không có nửa điểm lòe loẹt, khẩn thiết chí mạng, đánh về phía yếu điểm, khiến Vu Thanh trưởng lão ứng phó có chút chật vật không chịu nổi. Động tĩnh sau bức tường đương nhiên thu hút sự chú ý của đám người ở sân trong. Mạc Vô Ưu do dự một chút, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Sở Trần, loại cơ hội hiếm có này, cô vẫn muốn học tập một chút thủ đoạn của Sở Trần. Trương Vận Quốc ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ninh Tử Mặc đã biến mất, sau đó thu hồi tầm mắt, không nhúc nhích tí nào. Đối với Trương Vận Quốc mà nói, có thể nhìn thay Hy Uyển thần cổ bị phá, đơn giản chính y à thời khắc lịch sử thần thánh. Siêu, Tổng Thu, thiếu niên ăn dựa, nhảy lên đầu tường, ánh mắt nóng bỏng phát sáng nhìn trận chiến bên dưới. Sau khi cắn một hạt dưa, Tống Thu ngồi một góc, quan sát với vẻ thích thú. Ninh Tử Mặc một mực chiếm cứ thế cục chiến đấu, buộc Vu Thanh trưởng lão chèn ép không thở nổi. Trong lòng Vu Thanh trưởng lão càng đánh càng kinh hãi, đồng thời trong lòng thầm may mắn. May là môn chủ cùng đi theo, nếu không, hắn phải bỏ mạng tại thiên thành. Chẳng qua bây giờ, khóe miệng Vu Thanh trưởng lão khẽ nhếch lên, hắn cảm giác được môn chủ đang tới gần, chỉ còn cách hắn 800, 500, 300 mét. Nếu đây chính là con át chủ bài của Tỉnh La tiểu điếm, như vậy tối nay, chỉ cần môn chủ ra tay, mọi chuyện đều sẽ đại cát. Huống chi, hắn vẫn còn con át chủ bài. Vu Thanh trưởng lão đợi thêm 3 phút đồng hồ,
cảm giác được phu thần môn chủ dừng lại ở cách mình chừng 100 mét, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, tựa theo lực lượng hùng hậu đem Ninh Tử Mặc bước lui lại mấy bước, ánh mắt lạnh lẽo, vung tay áo, độc vật từ trong ống tay bay ra. Người chỉ sợ chưa từng gặp qua phương thức chiến đấu chân chính của vu thần môn. Trong mắt phu thanh trưởng lão lóe lên sát ý, độc vật hắn nuôi, thấy máu là chết, nhìn độc vật đang bay tới, con người của Ninh Tử Mặc khẽ khóa lại một chút, nhưng khi độc vật bay được nửa đường, tất cả đều đồng loạt rơi xuống đất, đồng thời hướng phía đằng sau điên cuồng lui lại. Ninh Tử Mặc lao tới, huy quyền tấn công vu thanh trưởng lão. Biến hóa này diễn ra quá nhanh, khiến vu thanh trưởng lão mất cảnh giác, bị Ninh Tử Mặc đánh bay một khoảng cách. Khu linh phù, vu thanh trưởng lão lập tức hiểu được, trên người Ninh Tử Mặc có khu linh phù. Sau khi vu thanh trưởng lão ổn định thân thể, hắn liền phản kích Ninh Tử Mặc. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái khu linh phù, liền không kiêng nể gờ sao? Vu thanh trưởng lão cười lạnh xông lên, muốn phá khu linh phù, lại có gì khó? Khu linh phù chỉ thuộc loại phù chú hạ phẩm. Google ngay trang TRUMTRUYE.vn chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của khu linh phù, muốn đem nó phá hủy, đối với Vu thanh trưởng lão mà nói, quả thực LMLI chuyện dễ như trở bàn tay. Y Vu thanh trưởng lão chính là ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên, khi thân thể của Vu thanh trưởng lão bị đánh bay vào góc tường, cuối cùng TSL Vu thanh trưởng lão hiểu được, người chế tác ra khu linh phù đeo cho người trước mặt mình, ở phù lục tạo nghệ, ở trên hắn. Trận chiến cho tới giờ, Vu thanh trưởng lão vẫn chưa thể tới nội viện của Tinh La tiểu điếm nửa bước. Trong quan tâm trận, Sở Trần đã thông qua định thân phù khống chế huyễn thần cổ, công tác còn lại đã chuẩn bị hoàn tất. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong vòng 3 phút, huyễn thần cổ sẽ bị dẫn ra. Y Sở Trần nói, đến lúc đó, ta sẽ y phải dựa vào thủ đoạn khác để tiêu diệt huyễn thần cổ. Vừa nói chuyện, Sở Trần vừa liếc mắt nhìn về hướng vách tường. Trận chiến bên ngoài vách tường Sở Trần có thể nghe thấy rõ ràng, luôn giữ bảo trì cảnh giác, đó không phải là vu thần môn chủ. Ngay từ đầu, Sở Trần không thấy thực lực của Ninh Tử Mặc có thể đối phó được với vu thần môn chủ. Vu thần môn chủ là cao thủ tiên thiên thành danh đã lâu, cho dù Ninh Tử Mặc có thiên phú tốt cỡ nào, thì lúc này anh ta với vu thần môn chủ vẫn có một khoảng cách nhất định. Còn át chủ bài chân chính trong tay Sở Trần để đối phó vu thần môn chủ là dược cốc trưởng lão Kiều Thương Sinh. Sở Trần chưa từng gặp qua Kiều trưởng lão phát huy ra thực lực chân chính, nhưng Sở Trần vô cùng rõ ràng, sức chiến đấu của y vị dược cốc trưởng lão này, so với y thuật còn cao minh hơn. Thiên Nam dược cốc có thể trở thành một trong những thế lực lớn, không chỉ dựa vào y thuật. Đến rồi, Sở Trần đã cảm nhận được một cỗ lực lượng đang áp sát. Dù sao, định thần phù đã hoàn toàn khống chế huyễn thần cổ, phù thần môn chủ rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh được nữa. Thêm mấy phút. Huyễn thần cổ bị mang ra ngoài và hủy đi, hắn thân là chủ nhân của huyễn thần cổ, nhất định sẽ bị phản phệ. Vu thần môn chủ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Tống Nhan đột nhiên hét lên một tiếng, mặt mày trắng bệch, âm thanh run rẩy, rắn. Xung quanh nội viện, từng đầu rắn độc không biết từ đâu xuất hiện, vây kín nội viện. Sở Trần bước tới, nắm tay Tống Nhan, dẫn cô qua quan tâm trận, đừng sợ, có anh ở đây. Trong số những người có mặt tại Tinh La tiểu điếm, chỉ có Tống Nhan là một người hoàn toàn bình thường, loại trận chiến này tự nhiên sẽ rất đáng sợ. Biểu hiện của Tống Nhan cũng có phản ứng lớn hơn so với những người khác, một lúc sau mới dần dần khôi phục lại, đương nhiên, nguyên nhân chính là những con rắn độc xung quanh hoàn toàn không dám tới gần. Lúc này, phía trên hàng rào truyền đến một giọng nói run rẩy, anh rể, vậy em. Đứng nguyên chỗ đó đừng nhúc nhích, Sở Trần đáp, hai chân Tống Thu run lên. Mặc dù cậu ta cũng có một khu linh phù mà Sở Trần đã chuẩn bị trước ở trên người, thế nhưng là, góc tường có không ít tiểu khả ái ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu rùng mình. Tống Thu cũng đã nghe Vu thanh trưởng lão nói, khu linh phù có thể bị phá, mặc dù hắn còn chưa phá được. Nhưng vạn nhất phù thần môn chủ có thể thì sao? Đôi mắt Tống Thu nhìn về phía xa xăm, đột nhiên đồng tử mở to, trừng mắt nhìn về phía trước. Một bóng đen lao nhanh tới, khí thế trên người vô cùng cường đại. Tống Thu trong lòng kinh hãi, bờ môi run rẩy, vu thần môn chủ. Trọng nháy mắt, vu thần môn chủ chỉ còn cách Tống Thu chưa tới 10 thước. Khí thế lăng lệ, Tống Thu tay cầm hạt dưa, cố gắng hết sức bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, bắt chước ngữ khí của Ninh Tử Mặc, đứng ở trên tường rào, nhìn về phía vu thần môn chủ, người đến. Vu thần môn chủ đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn Tống Thu, mục tiêu của hắn ta là huyễn thần cổ trong Tinh La tiểu điếm.
tiểu tử này đang nói lời ngốc nghếch gì vậy? Tống Thu đã nhìn thấy Kiều Thương Sinh lặng lẽ xuất hiện, phía sau Vô Thần Môn Chủ, nội tâm đã kiên định hơn, cậu ta bình tĩnh nói một câu, ông không nên đến. Môn chủ Vô Thần Môn tự nhiên không biết Tống Thu đang cáo mượn oai hùng, cho rằng tiểu tử này đã bị dọa choáng váng đang nói lời vô vị, lúc này cười lạnh một tiếng, ta không nên tới sao? Chỉ bằng tiểu tử miệng còn hôi sữa như cậu, dứt lời, thân ảnh môn chủ Vô Thần Môn gấp rút như gió, vô cùng cường thế, một chưởng đánh tới Tống Thu. Trong lúc tốc độ ánh sáng, đồng tử Tống Thu đột nhiên chấn động, ánh mắt thoáng nhìn thấy Kiều Thương Sinh trưởng lão phía sau cũng nhanh chóng động thủ, lúc này giống to một tiếng, đánh võ, kỳ môn như pháp lệnh, quỷ phách sau đuôi gối. Sở Trần sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tống Thu, người này, càng ngày càng không biết xấu hổ á. Môn chủ Vô Thần Môn lúc đầu khí thế hung hung, nghe thấy những lời này của Tống Thu, chợt cảm nhận được phía sau truyền đến một cỗ cảm giác áp bách vô cùng cường đại, trong lòng đột nhiên chấn động, không dám buông lỏng, nhanh chóng xoay người, thấy Kiều Thương Sinh vỗ tay mà đến, thân ảnh môn chủ Vô Thần Môn ở giữa không trung không theo quy tắc xoay mạnh một cái, trở tay vỗ tới. Thình thịch, hai người ở trên tường vây đánh một chưởng. Môn chủ Vô Thần Môn lui về phía sau hai thước, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Kiều Thương Sinh, ngươi là ai? Kiều Thương Sinh cũng không trả lời, trưởng phong sắc bén nghênh đón mặt môn chủ Vô Thần Môn đánh tới, thần sắc vô cùng băng lãnh. Thanh danh Vô Thần Môn trong giới võ giả vốn không tốt, Kiều Thương Sinh tận mắt chứng kiến chuyện phát sinh trên người Dương Tiểu Cẩn, đối với Vô Thần Môn càng thêm thống hận, căn bản không muốn cùng môn chủ Vô Thần Môn có bất kỳ ngôn ngữ trao đổi nào, trực tiếp liền đánh nhau. Môn chủ Vô Thần Môn sớm đã bước vào tiên thiên, thực lực cường đại, sau khi cùng Kiều Thương Sinh đối đầu mười mấy chiêu, môn chủ Vô Thần Môn cảm nhận được, thực lực của đối phương cùng hắn hẳn y à sàn sàn với nhau. Giờ phút này trong lòng hơi an định một chút, ít nhất, tình huống so với tưởng tượng của hắn tốt hơn một chút. Quán nhỏ Tinh La quả thật có cường giả chấn thủ, nhưng, cũng không phải là không thể chiến thắng. Trong lúc tâm tư biến động, khuôn mặt Vu Môn chủ Thần Môn chợt biến đổi, ánh mắt chợt nhìn về phía quan tâm trận. Trong quan tâm trận, miệng Dương Tiểu Cẩn mở ra, cổ họng nhúc nhích, rất nhanh, một vật thể màu đen hình viên cầu xuất hiện từ trong miệng Dương Tiểu Cẩn. Ngũ Huyễn Thần Cổ. Tiểu Vô Ưu ở một bên chấn động, ngoài ý muốn nói, đây là huyễn thần cổ sao? Trong nhận thức của Mạc Vô Ưu, cổ là một loại độc vật. Nhưng trước mắt đây chỉ là một vật thể hình cầu màu đen. Khó trách Vu Môn chủ Thần Môn không tiếc lấy thân mạo hiểm, thì ra huyễn thần cổ này đã trưởng thành đến mức này. Sở Trần mở miệng giải thích nói, đây là huyễn thần cổ thời kỳ trọn vẹn, đơn giản mà nói, chính là nó đã ăn uống no đủ, trên người kết thành kén, chờ lần sau phá kén mà ra. Chỉ sợ huyễn thần cổ này có thể trợ giúp môn chủ Vô Thần Môn bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Giới võ giả, ai không khát vọng trở thành võ đạo tông sư? Huyễn thần cổ màu đen sau khi rời khỏi ký chủ, phảng phất lập tức bừng tỉnh, chợt động đậy, bay sang một bên. Nó muốn bỏ chạy, Trương Vận Quốc hô to, trong lòng chấn động dữ dội. Khi huyễn thần cổ đụng phải vùng ranh giới quan tâm trận, sấm sét vang lên. Tiểu ngũ lôi phù. Đồng tử Trương Vận Quốc co rụt lại, hắn rốt cục hiểu được, Sở Trần ở xung quanh quan tâm trận bố trí tiểu ngũ lôi phù, chính là muốn phòng bị huyễn thần cổ chạy trốn. Trong nháy mắt huyễn than co rời khỏi thân thể Dương Tiểu Cần trực tiếp nằm trên mặt đất. Mấy năm nay, cô vẫn bị huyễn thần cổ khống chế thân đờ, ý thức đã yên lặng. Động tác của Sở Trần cực nhanh, khi huyễn thần cổ muốn quay đầu chui vào thân thể Dương Tiểu Cần, hào quang bùa định thần sáng rực lên. Vừa lúc nghênh đón huyễn thần cổ chính diện đánh tới. Bùa định thần gián ở trên huyễn thần cổ trong nhảy mắt, Sở Trần trực tiếp rút quan tâm trận ra, Tiêu Vô Ưu, dẫn Dương Tiểu Cẩn rời đi. Mạc Vô Ưu nhanh chóng xông lên, ôm Dương Tiểu Cẩn lên, xa xa rời đi. Trong tay Sở Trần đã xuất ra vài loại bùa, hướng huyễn thần cổ đang phát huy. Xét đánh hỏa công, môn chủ Vô Thần Môn vô cùng nổi giận, giống to một tiếng, không có che giấu thực lực của mình nữa. Độc vật tựa như mưa cuồng bao trùm, tựa như muốn trực tiếp cắn nuốt thân thể Kiều Thương Sinh. Cho dù ngươi có bùa đuổi, những độc vật này cũng đủ tiêu hao hết bùa đuổi. Ánh mắt môn chủ Vô Thần Môn lạnh lùng, đồng thời thân ảnh bước xa xông lên. Ống tay áo của hắn, một đạo ngân quang đột nhiên bay ra. Nhanh như chóp, đây là độc vật môn chủ Vô Thần Môn nuôi dưỡng, độc tính uy lực cường đại nhất ran sợi bạc hai đầu. Hắn muốn dùng một kích, trực tiếp độc sát người trước mắt này. Môn chủ Vô Thần Môn khóe miệng khẽ nhếch lên, bùa đuổi cũng không phải vạn năng, thế gian này cũng có một số độc vật, không bị bùa đuổi ảnh hưởng,
ví dụ như rắn sợi bạc hai đầu. Đây là một trong những ánh sáng bạc đẹp nhất trên thế giới. Môn chủ Vu Thần Môn nhìn về phía rắn sợi bạc hai đầu. Xèo, kim quang chợt hiện, phá không mà đen. Rắn sợi bạc hai đầu không kịp tránh né, trực tiếp bị kim châm xuyên thấu hai cái đầu, ngã xuống đất. Nụ cười trên khuôn mặt môn chủ Vu Thần Môn ngưng động y ải. Quá nhanh, hắn còn không có phản ứng gì, đối phương cũng đã kết thúc. Làm sao có thể nhanh như vậy? Đó là một cây châm. Ánh mắt môn chủ Vu Thần Môn nhìn qua, trên mặt đất cắm một cây kim châm. Trong nháy mắt này, đầu óc môn chủ Vu Thần Môn phảng phất như có sấm sét đập tới, chấn động vô cùng, đột nhiên nhìn chằm chằm Kiều Thương Sinh, dược cốc, kim châm độ mệnh thuật. Kim châm độ mệnh, không chỉ có thể chữa bệnh cho người, còn có thể giết người. Tống Thu đang ăn dưa thấy Kiều Thương Sinh gắt gao dùng một cây kim châm ghim đầu rắn sợi bạc hai đầu của môn chủ Vu Thần Môn trên mặt đất, nhịn không được lớn tiếng hét lên, Kiều trưởng lão làm rất tốt, thiên hạ châm pháp, chỉ nhanh không hỏng. Môn chủ Vu Thần Môn sắc mặt càng là đại biến, Kiều trưởng lão, ngươi là dược cốc Kiều Thương Sinh. Môn chủ Vu Thần Môn bước chân lui về phía sau vài bước. Đám người Tống Thu càng thêm ngoài ý muốn. Bình thường Kiều trưởng lão ở trước mặt Sở Trần trái một câu, Sở Sư Thúc phải một câu, Sở Sư Thúc, không ai nghĩ tới, địa vị giang hồ của Kiều trưởng lão, tựa hồ còn rất cao. Tên của hắn, ngay cả môn chủ Vu Thần Môn cũng có thể dọa. Kiều Thương Sinh hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm môn chủ Vu Thần Môn trong lòng đột nhiên chấn động, oa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tống Thu ngây người, Kiều trưởng lão cũng quá lợi hại đi, hừ một tiếng, liền làm môn chủ Vu Thần Môn chấn thương. Huyễn thần cổ bị phá rồi. Một bên, thanh âm Mạc Vô Ưu kích động, cô thậm chí hoàn toàn không có đi chú ý chiến đấu của Kiều Thương Sinh cùng môn chủ Vu Thần Môn. Một ngụm máu tươi này của môn chủ Vu Thần Môn là sự cắn trả mà Sở Trần mang đến cho môn chủ Vu Thần Môn sau khi đánh vỡ huyễn thần cổ. Tiểu Vô Ưu, mang dao tới. Sở Trần trầm giọng mở miệng. Mạc Vô Ưu sớm đã chuẩn bị xong một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén, đưa cho Sở Trần. Trần đi lên, ngươi dám hủy huyễn thần cổ. Lúc này, môn chủ Vu Thần Môn giống to, phẫn nộ vô cùng, huyễn thần cổ là Vu Thần chi cổ, nếu ngươi hủy nó, nhất định sẽ bị Vu Thần nguyền rủa. Đời này kiếp này, không được an bình. Khuôn mặt Tống Nhan biến đổi, thanh âm môn chủ Vu Thần Môn làm cho cô có loại cảm giác sởn tóc gáy. Sở Trần nhắc tới đi lên, Vu Thần dám nguyền rủa tôi, Sở Trần tôi ngay cả Vu Thần cũng chém đứt. Giơ tay chém xuống, huyễn thần cổ, chia ra làm hai. Tiếng kêu thê lương chói tai trong nháy mắt vang vọng nội viện Tinh La, cũng lập tức dừng lại. Kèm theo là một ngụm máu tươi của môn chủ Vu Thần Môn. Huyễn thần cổ bị phá. Ánh mắt môn chủ Vu Thần Môn mang theo oán hận cùng với không thể tin nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắn vẫn như cũ không tin Sở Trần có thể dễ dàng phá vỡ trấn môn chi bảo của Vu Thần Môn như vậy. Đó chính là huyễn thần cổ. Môn chủ Vu Thần Môn chú ý tới, chủy thủ của Sở Trần cuối cùng chém huyễn thần cổ, trên chủy thủ cũng dán bùa. Một đao phá cổ, nhìn qua phảng phất không cần tốn nhiều sức, nhưng môn chủ Vu Thần Môn tin, trong kỳ môn, không có bao nhiêu người có thể làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm môn chủ Vu Thần Môn gầm nhẹ, ánh mắt mang theo oán hận, Vu Thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn môn chủ Vu Thần Môn, không biết ông có may mắn nhìn thấy Vu Thần tìm tôi hay không? Môn chủ Vu Thần Môn trong khoảnh khắc cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ trong lòng. Xèo, con dao găm sắc bén phá không đâm tới. Ninh Tử Mặc, đồng tử môn chủ Vu Thần Môn co rụt lại, ánh mắt thoáng nhìn về một phương hướng. Vu Thanh trưởng lão đã nhiễm máu ngã trên mặt đất, tiểu tử cáo mượn oai hùng lúc trước một tay cầm dưa hấu, một cước giẫm lên người Vu Thanh trưởng lão, một bộ thần thái, ông không nên đến. Hiển nhiên, Vu Thanh trưởng lão đã bị con người trước mắt này đánh bại, mất đi lực phản kháng. Rút lui, trong đầu môn chủ Vu Thần Môn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất trong đầu. Sau một chiêu, môn chủ Vu Thần Môn nhảy lên, vọt về phía tường vây xa xa. Kim châm sắc bén. Hóa thành một đạo ảo ảnh màu vàng. Kiều Thương Sinh từ lúc chờ khoảnh khắc môn chủ Vu Thần Môn chạy trốn, kim châm bay ra, mặc dù môn chủ Vu Thần Môn toàn lực tránh né, nhưng vẫn có một cây kim châm lọt vào cánh tay môn chủ Vu Thần Môn. Môn chủ Vu Thần Môn kêu thảm một tiếng, động tác chậm lại, Ninh Tử Mặc đã cầm đao xông lên, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Chính là huyễn thần cổ của người này, khiến Dương Tiều Cẩn mấy năm nay trải qua những ngày hắc ám hư cấu dài đằng đẵng. Hắn phải chết. Với thực lực của Ninh Tử Mặc, vốn không phải là đối thủ của môn chủ Vu Thần Môn,
nhưng môn chủ Vu Thần Môn đầu tiên là bị huyễn thần cổ bị phá cắn lại, lại bị kim châm của Kiều Thương Sinh đâm trúng, thực lực giảm đi rất nhiều, Ninh Tử Mặc tấn công mạnh mẽ, môn chủ Vu Thần Môn tránh không thể tránh, rất nhanh liền trúng mấy đao ngã trên mặt đất. Tống Nhan lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, theo bản năng nhắm mắt lại một chút. Bà xã, Sở Trần nắm tay Tống Nhan, đưa cô sang một bên, chúng ta vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi, cảnh kế tiếp có thể sẽ có chút đẫm máu, không thích hợp cho chúng ta xem. Sở Trần dẫn theo Tống Nhan đi vào trong phòng. Tống Nhan sắc mặt hơi chậm lại, nói, môn chủ Vu Thần Môn cùng Dương Tiểu Cẩn không thù không oán, không có khả năng vô duyên vô cớ dùng huyễn thần cổ đối phó Dương Tiểu Cẩn, trong đó khẳng định có nguyên nhân khác, có lẽ còn có liên quan đến Ninh Tử Mặc, không biết Ninh Tử Mặc có thể từ trong miệng môn chủ Vu Thần Môn hỏi ra cái gì hay không. Vậy thì phải xem miệng môn chủ Vu Thần Môn cứng rắn đến mức nào. Sở Trần mỉm cười, nhìn Tống Nhan một chút, thần sắc ngược lại có một chút ngoài ý muốn. Vợ Minh tuy rằng không thích ứng với loại tình huống này, nhưng đầu óc vẫn rất rõ ràng. Trương Vận Quốc cũng đi vào. Trương đạo trưởng, ánh mắt Sở Trần có chút nghi hoặc. Trương Vận Quốc nghiêm túc trả lời, loại cảnh máu tanh này, tôi cũng nhìn không quen. Người này luôn không biết xấu hổ. Sở Trần liếc hắn một cái. Chỉ bằng gương mặt trải qua tang thương này, cảnh máu tươi nho nhỏ, hắn có thể không quen. Trong lòng tôi có một câu hỏi nhỏ. Trương Vận Quốc không đợi Sở Trần mở miệng. Liền khẩn cấp hỏi, tôi vừa rồi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình phá giải huyễn thần cổ, ngay từ đầu dùng bùa trong nước, có tác dụng gì? Sở Trần trầm ngâm một hồi, lúc ấy là cảm thấy mặt đát có chút ban. Trương Vận Quốc, hắn chỉ là một người khuôn vác của thiên nhiên. Trương đạo trưởng, ông tới thật đúng lúc, ông ở đây đừng nhúc nhích, tôi đi ra ngoài một chút. Sở Trần nói, trong đầu Trương Vận Quốc nhất thời nghĩ đến luống cuông, sắc mặt tối sầm, Sở Trần tên này còn muốn làm ba hắn. Được, Sở Trần muốn đến nơi không phải nội viện Tinh La, mà là một tòa nhà dân cư cách nội viện Tinh La không xa. Thân ảnh lặng yên vô tức tới gần, tòa nhà nguy hiểm cũ nát này cũng không có người ở, lúc này một bóng người đang cầm máy ảnh, thỉnh thoảng chụp. Xa như vậy, ánh sáng tối như vậy, có thể chụp rõ không? Sở Trần hỏi, người này theo bản năng trả lời, cũng được, chỉ là có chút. Thanh âm đột nhiên dừng lại, một giây sau, thân ảnh tựa như linh hầu nhảy xuống. Tòa nhà cao 3 tầng, thân ảnh rơi xuống, nhẹ nhàng vô cùng, tốc độ rất nhanh, vọt tới một cái hẻm nhỏ. Trong lòng gián điệp có chút sợ hãi. Sơ suất rồi, từ SLNS ảnh hắn chụp lén được, mấy người trong quán nhỏ Tinh La tuyệt đối là cường giả giới võ giả, mà hắn chẳng qua chỉ là một gián điệp am hiểu khinh công, luận sức chiến đấu, 10 người hắn cũng đánh không lại đối phương. Hừ, nếu như hắn trực tiếp ra tay, có lẽ còn có thể bắt được tôi. Khóe miệng gián điệp khẽ nhếch. Hắn đã theo dõi Sở Trần mấy ngày, tự nhiên nghe ra thanh âm của Sở Trần, đêm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, đáng tiếc, không có chụp được hình ảnh Ninh Tử Mặc giết môn chủ Vu Thần Môn. Gián điệp có chút tiếc hận, bước nhanh qua con hẻm nhỏ này, chỗ rẽ gặp phải anh. Nghe nói đệ tử ám môn sớm đã nhập thế, chiêu bài ẩn trong thành phố, tiếp nhận công việc thám tử tư. Sở Trần mỉm cười nói, nhưng, lẩy thanh danh của ám môn, ở trong ngành hẳn là tạo dựng được tên tuổi. Không biết cái giá phải trả cho việc đến chụp lén tôi là bao nhiêu. Trong lòng gián điệp kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau vài bước, ánh mắt liếc mắt nhìn trái phải, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Mũ hắn theo dõi Sở Trần vài ngày, dĩ nhiên không có nhận thấy được, khinh công nhẹ nhàng của Sở Trần, dĩ nhiên không kém hắn chút nào. Thân sắc của gián điệp cố gắng duy trì bình tĩnh, trầm giọng nói, tôi không hiểu ý của anh, tôi chỉ là một người yêu thích chụp ảnh, buổi tối nhàn rỗi vô sự. Đi xung quanh. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, trùng hợp, tôi cũng là một người đam mê chụp ảnh, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, trước tiên cho tôi xem anh chụp cái gì. Sở Trần nói chuyện đồng thời cất bước đi về phía gián điệp, khuôn mặt của gián điệp khẽ biến đổi, trong lúc bất chợt ném máy ảnh trong tay về phía Sở Trần, anh muốn xem thì cầm xem đi. Thân ảnh của gián điệp chợt lóe, nhanh chóng lướt qua một bên. Sở Trần tiếp nhận máy ảnh, thuận tay ném về phía gián điệp trốn chạy. Bang! Bóng dáng gián điệp lảo đảo, ngả cái ngã gục, thật không hổ là tiêu chuẩn của ám môn. Sở Trần vừa cảm thán vừa đi lên, kỹ năng chạy trốn hạng nhất, năng lực kháng áp bằng không. Gián điệp đứng dậy với khuôn mặt xám xịt, nhìn chằm chằm Sở Trần, cố gắng làm cho mình duy trì bình tĩnh. Tôi nhận thua, tôi sẽ xóa toàn bộ hình ảnh tôi chụp lén, lấy danh dự của ám môn bảo đảm, một tấm không giữ lại. Chỉ như vậy, Sở Trần thản nhiên hỏi ngược lại, khuôn mặt gián điệp tối sầm lại. Nhìn chằm chằm Sở Trần,
bước chân không biết lui về phía sau vài cái. Ánh mắt Sở Trần sắc bén, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Anh nên biết, chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp. Gián điệp thầm nuốt nước miếng, che giấu bối rối trong lòng mình, trầm giọng nói, chuyện tôi vừa đáp ứng anh, đã là cực hạn có thể làm được. Sở Trần từng bước tới gần, ai mời anh đến theo dõi tôi? Mục đích của đối phương là gì, anh đã theo dõi tôi bao nhiêu ngày rồi? Đều chụp được cái gì rồi? Gián điệp không ngừng lui về phía sau, trong lúc bất chợt sau lưng truyền đến một trận cảm giác cứng rắn, đã đụng phải vách tường. Anh đã biết sự tồn tại của ám môn, nên hiểu rõ ám môn. Gián điệp ngẩng đầu, bày ra sự quật cường cuối cùng, chúng tôi không có khả năng tiết lộ một chút tư liệu về chủ nhân, điểm này, chúng tôi đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Sở Trần gật gật đầu, tôi hiểu. Gián điệp cũng không có buông lỏng, nhìn Sở Trần, tay Sở Trần chậm rãi bỏ vào trong túi áo, nắm đấm khẽ nắm lấy đồ vật bên trong ra, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, anh có biết đây là cái gì không? Đồng tử của gián điệp co rụt lại, nhìn nắm đấm của Sở Trần, tuy rằng không nhìn thấy bên trong là cái gì, nhưng luôn cho hắn một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Cả người gián điệp không tự chủ được toát ra nổi da gà. Ám môn mặc dù đã đưa tông nhập thế, nhưng mà... tin tưởng đối với giới võ giả cũng sẽ có hiểu biết nhất định, không biết anh có nghe nói qua vu thần môn hay không? Sở Trần hỏi, thân sắc của gián điệp cũng không có biến hóa quả lớn. Xem ra, mấy ngày nay, anh biết không ít. Sở Trần nhàn nhạt nói, vậy anh hẳn là biết, cô gái bị huyễn thần cổ quấy nhiễu kia, mấy năm qua gặp phải cải gì không? Một thế giới tối tăm không ánh mặt trời, hai mắt mù lòa, khuôn mặt bị hủy, sống trong thế giới hư ảo do huyễn thần cổ khống chế. Loại cảm giác này, không biết anh có hứng thú trải nghiệm một chút hay không? Lời vừa dứt, khuôn mặt của gián điệp đột nhiên mãnh liệt biến đổi, một cỗ hàn khí từ đầu đến chân lan tràn một lần. Vừa vặn, đêm nay tôi phá được huyễn thần cổ. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn gián điệp, anh hẳn là tận mắt chứng kiến, tôi cũng vừa lúc muốn thử một lần, tôi có thể thành công đặt huyễn thần cổ tôi chém bị thương ở trên người một ký chủ khác, hảo hảo tẩm bổ một phen. Ánh mắt Sở Trần bức thiết nhìn gián điệp. Anh đã được huấn luyện nghiêm khắc, nhất định có thể chịu nổi huyễn thần cổ quấy nhiễu hơn cô gái kia. Trên trán của gián điệp đã toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thanh âm bối rối, 5 ngày trước tôi bắt đầu theo dõi anh, mấy ngày nay chụp được ảnh, có ảnh chụp của anh đến tập đoàn Quang Minh, mặc dù biết anh tiến vào quyền quán ngầm vĩnh dạ, nhưng tôi không theo được, ngoài ra, còn có một vài ảnh chụp tối hôm qua ở hiện trường khu dân cư, lúc trước những thứ này, tôi đều gửi cho Tiền thiếu gia. Tiền thiếu gia? Sở Trần nhướng mày lên, nhìn chằm chằm gián điệp, mấy ngày nay, anh có chút sơ suất, nếu như không phải đêm nay dưới tình huống tinh thần lực đặc biệt chuyên chú, thật đúng là không có phát hiện lại bị người của ám ảnh chụp lén. Sở Trần cũng không nghĩ tới, người mời ám môn chụp lén hẳn, sẽ là thiếu gia Tiền gia. Thiếu gia Tiền gia vì sao phải thu thập tư liệu của tôi? Trong đầu Sở Trần trước tiên toát ra chính là mình cùng Tiền lão gia tử đánh cuộc. Những bức ảnh anh chụp lén đều giữ lại. Tất cả đều gửi cho tôi. Sở Trần nói cho gián điệp một địa chỉ hòm thư, gián điệp không dám nói nhiều, vội vàng gật đầu. Dù sao cũng là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, lúc đáng kinh ngạc nhất định phải có thái độ đoan chính. Nắm đấm Sở Trần buông ra, vỗ vỗ tay, cút đi, nhưng, tôi khuyên anh một câu, tôi không TSLCS phía sau có người nhìn chằm chằm. Gián điệp nhìn thẳng vào tay Sở Trần, vừa rồi Sở Trần hỏi hắn, đoán xem bên trong là cái gì. Câu trả lời dường như là, không khí. Gián điệp giật mình phục hồi tinh thần, hiểu roi, nhiệm vụ này thất bại, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhạn. Mặc dù Sở Trần tay cầm không khí, anh cũng trêu chọc không nổi. Bóng dáng của gián điệp trong đêm tối nhấp nhô lên xuống, liền biến mất trong đêm tối vô biên. Tiền gia, Sở Trần khẽ nhíu mày một chút, anh đối với Tiền gia thu thập những tư liệu này thủy chung không hiểu rõ. Theo lý thuyết. Tiền gia tự tin tràn đầy dược phẩm Bắc Trần không thể bước vào thị trường Thiền Thành, dựa theo đánh cuộc, Sở Trần sẽ rời khỏi Thiền Thành. Chẳng lẽ là, Tiền gia cảm thấy ta sẽ chơi xấu, sau đó thu thập tư liệu của ta, muốn ở thời khắc mấu chốt, đâm cho ta một đao. Sở Trần một bên vừa trở về, một bên nhìn ảnh chụp bên trong máy ảnh, đây là hình ảnh đêm nay gián điệp ám môn chụp được, tạm thời còn chưa gửi cho Tiền Bộ Thiệu. Vừa mới trở lại quán nhỏ Tinh La. Điện thoại di động của Sở Trần rung lên một chút, một tin nhắn xa lạ. Sở Trần mở ra, bên trong chính là từng tấm ảnh chụp lén. Y bà xã, em nhìn vào những bức ảnh này, tất cả đều được chụp lén bởi những người khác. Sở Trần đưa điện thoại di động cho Tống Nhan. Tống Nhan nghi hoặc nhận lấy điện thoại di động.
Trương Vận Quốc đứng cách đó không xa nghe thấy những lời này của Sở Trần, nhịn không được nhìn qua. Chụp lén, hình ảnh, Trương Vận Quốc có chút không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Tôi đến nội viện xem. Sở Trần đã không nghe thấy thanh âm đánh nhau. Chiến đấu ở nội viện Tinh La đã chấm dứt. Lúc Sở Trần đi qua, môn chủ Vu Thần Môn vừa vặn bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, cả người đều là máu tươi, nằm sấp trên mặt đất, ngay cả thanh âm thống khổ cũng có chút khàn khàn. Ninh Tử mặc toàn thân áo đen, khuôn mặt lãnh khốc, tựa như nhân gian tu la vậy, chùy thủ trong tay còn đang rỉ máu. Hận trong lòng Ninh Tử Mặc, không ai có thể đồng cảm. Tôi lại hỏi một lần nữa, là ai sai ngươi đặt huyễn thần cổ ở trên người Tiểu Cần? Đôi mắt lạnh như băng của Ninh Tử Mặc gắt gao nhìn chằm chằm môn chủ Vu Thần Môn. Môn chủ Vu Thần Môn vô cùng gian nan ngẩng đầu, nhếch miệng cười, miệng đầy máu tươi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, không phải tôi đã trả lời rồi sao? Năm đó ngẫu nhiên đi ngang qua Dương Thành, thấy cô gái này xinh đẹp, da thịt trắng nõn, rất thích hợp làm ký chủ huyễn thần cổ. À, trên mặt môn chủ Vu Thần Môn có thêm một vết sẹo, máu tươi bắn tung tóe. Sở Trần nhướng mày, anh cảm giác được, môn chủ Vu Thần Môn tựa hồ trong lòng biết kiếp khó thoát, cho nên một lòng muốn chết, cố ý chọc giận Ninh Tử Mặc. Sở Trần ngẩng đầu NSLN bốn phía nội viện. Dưa hấu trong tay Tống Thu đã vứt bỏ, dù sao dưới hình ảnh đẫm máu như vậy gặm dưa hấu, Tống Thu có chút khó làm được. Vu Thành trưởng lão dưới chân Tống Thu đã sớm sợ tới mức khuôn mặt thảm không còn nét người. Kiều Thương Hải và Mạc Nhàn đều không còn ở nội viện. Tiểu Vô Ưu vỗ ngực nhỏ, trong mắt linh động vẫn nhìn chằm chằm môn chủ Vu Thần Môn, trong miệng lẩm bẩm, quá tanh mùi máu, quá tanh mùi máu, thật sợ hãi a. Ánh mắt Sở Trần dừng lại trên người Tiểu Vô Ưu một hồi, mới lần nữa nhìn về phía Ninh Tử Mặc, cất bước đi tới Tiểu Mặc, hỏi ra cái gì chưa? Khuôn mặt Ninh Tử Mặc trầm thấp như nước lắc đầu. Ánh mắt Sở Trần nhìn chằm chằm môn chủ Vu Thần Môn, tầm mắt nhẹ nhàng híp lại, xem tướng mạo của hắn không giống người cứng rắn, chỉ sợ là giấu cái gì khó nói đi. Ánh mắt Sở Trần vững vàng phong tỏa môn chủ Vu Thần Môn. Từ hôm nay môn chủ Vu Thần Môn dè dặt nhát gan, đến giờ phút này nhìn tướng mạo của hắn, Sở Trần cũng không cảm thấy môn chủ Vu Thần Môn sẽ là người cứng miệng như vậy. Hơi bất thường, Sở Trần ngồi xổm trước mặt môn chủ Vu Thần Môn, ông có cái gì khó nói? Môn Vu Thần Môn ánh mắt khinh thường, nhếch miệng lộ răng nở nụ cười, đêm nay rơi vào trong tay các người, coi như ta xui xẻo, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi hủy diệt huyễn thần cổ, Vu Thần vĩ đại, nhất định sẽ giáng tội với ngươi. Ninh Tử Mặc nắm chặt chùy thủ trong tay một chút, hắn hận không thể một đao, làm môn chủ Vu Thần Môn nếm hết thống khổ mới chết. Mặc dù như thế, nhưng không hết hận, nhưng hắn càng muốn biết, đến tột cùng là ai đứng ở sau lưng môn chủ Vu Thần Môn, sai khiến tất cả. Môn chủ Vu Thần Môn gắt gao không chịu mở miệng, Ninh Tử Mặc suy đoán, người sau lưng, thân phận địa vị thực lực, nhất định đều ở trên môn chủ Vu Thần Môn, hắn mới không dám mở miệng. Để cháu đi, thanh âm Ninh Tử Mặc lạnh lùng, cháu ngược lại muốn biết, hắn có thể chịu nổi bao nhiêu đao. Ánh mắt Sở Trần một mực nhìn chăm chú vào môn chủ Vu Thần Môn. Hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể môn chủ Vu Thần Môn trong phút chốc Ninh Tử Mặc nói xong câu kia, khẽ run lên một chút. Hắn đang sợ hãi, ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Vu Thanh trưởng lão. Vu Thanh trưởng lão khuôn mặt đại biến, thân sắc trắng bệch, run rẩy nói, tôi cái gì cũng không biết. Đường đường là trưởng lão Vu Thần Môn, ông dám nói cái gì cũng không biết. Tống Thu tức giận nói, ông nhất định là cùng lão tặc này thông đồng làm bậy. Ô khóe mắt Vu Thanh thoáng nhìn thấy chủy thủ sắc bén nhiêm máu trong tay Ninh Tử Mặc, lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh, thanh âm đang phát run, huyễn thần cổ chỉ có môn chủ mới có thể tiếp xúc. Đây là môn quy của Vu Thần Môn mọi người đều biết, cho nên, tất cả về huyễn thần cổ, tôi thật sự không biết. Nói không chừng môn chủ Vu Thần Môn tương đối tán thưởng ông, cho ông làm tâm phúc của hắn, thuận tiện cho ông hiểu rõ một ít chuyện về huyễn thần cổ. Tống Thu nghiêm trang phân tích, dẫm lên Vu Thanh, có phải ỷ không, đúng không? Vu Thanh hai mắt tối sầm lại, dọa ngất xỉu, ánh mắt mấy người một lần nữa rơi vào trên người môn chủ Vu Thần Môn. Môn Vu Thần Môn phảng phất như đã nhận mệnh, nhắm mắt lại. Tay Sở Trần đột nhiên rơi vào trên vai môn chủ Vu Thần Môn, trong phút chốc, môn chủ Vu Thần Môn tựa như bị điện giật nhảy dựng lên, nhưng hắn bị thương quá nặng, lảo đảo lui về phía sau vài bước, lại ngã trên mặt đất. Có gì đó kỳ lạ, Mạc Vô Ưu nhìn môn chủ Vu Thần Môn toàn thân máu tươi. Trên người ông có cổ, Sở Trần nhìn chăm chằm môn chủ Vu Thần Môn, mở miệng gần từng chữ.
Khuôn mặt môn chủ Vu Thần Môn bỗng nhiên biến đổi, chợt cười lạnh, trên người bổn môn chủ nếu có cổ, tối nay các người còn có cơ hội sống sót. Sở Trần tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời môn chủ Vu Thần Môn. Phàm là phe Hắc Vu, bước vào tiêu chí của võ đạo tông sư, chính là nuôi thành bản mệnh cổ, còn gọi là bản mạng cổ sư. Huyễn thần cổ bị chém đêm nay chính là bản mạng cổ mà môn chủ Vu Thần Môn chuẩn bị cho mình bước vào cảnh giới tông sư. Mạc Vô Ưu cũng mang theo nghi vấn nhìn Sở Trần. Sở Trần thản nhiên nói, tôi đương nhiên rất rõ ông còn không có bản mạng cổ, chỉ là, cổ trên người ông, là người khác lưu lại. Tống Thu ngạc nhiên, thốt ra, ý của anh rể là, môn chủ Vu Thần Môn bị người hạ cổ. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, trong đầu đã trong nháy mắt phủ định. Đường đường là môn chủ Vu Thần Môn, am hiểu nhất chính là cổ thuật, làm sao có thể ngược lại bị người dùng cổ thuật khống chế. Nhưng khi Tống Thu nhìn thấy sắc mặt môn chủ Vu Thần Môn hoảng sợ, trong lòng lại chấn động. Chẳng lẽ, là thật, môn chủ Vu Thần Môn lại bị người hạ cổ. Tống Thu đột nhiên cảm thấy quả dưa này đặc biệt lớn, tuy rằng hiện tại không có khẩu vị gặm dưa hấu. Sở Trần cất bước đi về phía môn chủ Vu Thần Môn. Thần sắc môn chủ Vu Thần Môn đột nhiên trở nên hoảng sợ, không, đừng. Ngươi giết ta đi, giết ta. Tôi rất tò mò, Trần nói, Vu Thần Môn rằng không tính là chi nhánh mạnh nhất của phái Hắc Vu, nhưng năm vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề gì. Người có thể dùng cổ thuật khống chế ông, tuyệt đối là bản mạng cổ sư đi, hắn có phải so với Vu Thần còn cường đại hơn hay không? Vì sao ông không dùng Vu Thần đi nguyền rủa hắn? Môn chủ Vu Thần Môn nội tâm sợ hãi. Đến tình trạng này, hắn không sợ chết, hắn sợ hãi chính là kinh động cổ trong cơ thể, khi đó, phàm là người có quan hệ với hắn, đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, nhất là người thân của hắn. Môn chủ Vu Thần Môn nhắm hai mắt lại, nhưng biểu tình trên mặt của hắn đang co giật nhẹ nhàng, khó có thể che giấu khủng hoảng trong lòng. Ngươi sai rồi, trong cơ thể ta có cổ, đó chỉ là độc cổ ta dùng máu tươi bản thân tẩm bổ, còn chưa đến lúc dưỡng thành lấy ra mà thôi. Chủy thủ trong tay Ninh Từ Mặc, hướng về phía môn chủ Vu Thần Môn, Vân là cháu hỏi đi. Đợi chút, Sở Trần nhìn chằm chằm môn chủ Vu Thần Môn, gần từng chữ nói, đêm nay tôi có thể phá huyễn thần cổ, có lẽ, cũng có thể phá cổ trong cơ thể ông. Môn chủ Vu Thần Môn đột nhiên mở to mắt, gắt gao NSLN chằm chằm Sở Trần, hô hấp đều trở nên có chút giòn dập. Trước đêm nay, môn chủ Vu Thần Môn tự tin, huyễn thần cổ không ai có thể phá, nhưng hắn tận mắt chứng kiến quá trình Sở Trần lực trảm huyễn thần cổ, ngộ nhỡ, hắn thật sự có thể phá cổ trong cơ thể mình. Thân thể môn chủ Vu Thần Môn run rẩy một chút, nhưng mà, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì đó, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm, ngồi sập xuống đất. Không thể nào, Sở Trần mặc dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng phá độc con này. Làm một giao dịch đi. Sở Trần tuy rằng không biết thế giới nội tâm của môn chủ Vu Thần Môn lúc này, nhưng anh có thể nhìn ra môn chủ Vu Thần Môn bị cổ kìm chế trong cơ thể. Trầm giọng nói, tôi có thể giúp ông phá co trong cơ thể. Ông nói ra quá trình năm đó bắt Dương Tiểu Cẩn hơn nữa còn đặt huyền thần cổ trên người cổ ấy. Môn chủ Vu Thần Môn chậm rãi ngẩng đầu, trào phúng cười nhạo, ánh mắt không còn cơ hội sống, cổ trong cơ thể ta, là tử mẫu dung huyết cổ. Trên người ta chỉ là một tử cổ, trên vợ con của ta, đều có một cổ, ngươi cảm thấy, sau khi ngươi kinh động cổ hậu trong cơ thể ta, bọn họ có thể bình an vô sự sao? Ta muốn nói chỉ có thể nhiều như vậy, các người không cần uổng phí sức lực trên người ta. Môn chủ Vu Thần Môn nhìn thoáng qua Ninh Tử Mặc, huyễn thần cổ trên người Dương Tiểu Cẩn đúng là ta tự tay bỏ vào, ta hôm nay lấy mạng trả nợ. Tống Thu nghe được những lời này càng thêm ngây người, quả dưa này quá lớn. Môn chủ Vu Thần Môn bị người uy hiếp mới đặt huyễn thần cổ ở trên người Dương Tiểu Cẩn. Người có thể ở sau lưng sai khiến Vu Thần Môn chủ sẽ là ai? Yêu tử màu dung huyết cổ. Sở Trần trầm ngâm một hồi, chỉ cần tốc độ nhanh nhất tìm được tất cả tử cổ, muốn phá cổ này, hẳn là không khó. Vu Thần Môn chủ ngạc nhiên, lập tức khàn khàn lắc đầu, chính mình dĩ nhiên còn ôm một tia hy vọng với hắn, quả thực buồn cười. Ông có thể không tin tôi. Sở Trần trong tay lấy ra một khối lệnh bài, ông nên tin vật này chứ? Ánh mắt Vu Thần Môn chủ nhìn lại, nội tâm mãnh liệt chấn động. Trên lệnh bài khắc hai chữ, Cửu Huyền, Thiên Hạ Kỳ Môn, Cửu Huyền Vi Tôn. Chuyện hay, tìm ngay trang chính TAU Huyền MTIUIE nặng N.VN giới võ giả có một hiện tượng quái dị, võ giả chính thống phổ biến xem thường con cháu Kỳ Môn, nhưng Cửu Huyền ngoại lệ. Cho dù là đại phái võ giả chính thống, đối mặt với con cháu Cửu Huyền, cũng không dám vô ý ế, khinh thường. Cửu Huyền Môn,
đại diện cho kỳ môn đỉnh phong. Khi Sở Trần xuất ra lệnh bài khắc hai chữ, cửu huyền, vu thần môn chủ trong nháy mắt hiểu được. Khó trách người này chắc tuyệt bất phàm như vậy, có thể phá huyễn thần cổ, thì ra dĩ nhiên xuất phát từ cửu huyền môn. Vu thần môn chủ hai tay không ngừng run rẩy. Cửu huyền môn, đương kim thiên hạ, người duy nhất có khả năng cứu được hắn, chỉ sợ cũng chỉ có cửu huyền môn. Thật lâu sau, vu thần môn chủ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, mờ kỳ thật, tôi cũng không phải vu thần môn chủ. Lời vừa dứt, mấy người ở đây không khỏi cả kinh. Ông không phải, Tống Thu nhướng mày, vậy ông là ai, vì sao phải giả mạo vu thần môn chủ? Tôi tên thật là Lý Chấn, là một đệ tử bình thường của vu thần môn. Vu thần môn giả chủ Lý Chấn lẩm bẩm nói, bởi vì ở phương diện cổ thuật cho thấy thiên phú, về sau được môn chủ nhận làm đệ tử thân truyền, tôi vốn tưởng rằng, gió là bước ngoặt trên con đường đi tới võ giả đỉnh phong của tôi, không biết, ngày đó, là điểm khởi đầu rơi xuống vực sâu của tôi. Môn chủ dốc lòng bồi dưỡng tôi, truyền cổ thuật, võ công cho tôi. Thanh âm Lý Chấn phát run, từ mâu dung huyết cổ kia, cũng trong khoảng thời gian đó ký sinh trong cơ thể tôi ngay từ đầu không biết chính là, vợ con của tôi, trên người cũng có tử màu dung huyết cổ. Tôi chưa từng thấy qua môn chủ bộ có bộ dạng gì, mỗi một lần hắn xuất hiện, đều là đeo mặt nạ thanh lang. Về sau, môn chủ lựa chọn tôi, khi thế thân của hắn, lúc hắn không có ở đây, tôi liền đeo mặt nạ thanh lang, thay thế hắn quản lý vu thần môn. Về Dương Tị Ều Cẩn, là đại khái hơn 5 năm trước, môn chủ hạ mệnh lệnh cho tôi, bảo tôi mang theo huyễn thần cổ đến Dương Thành, hạ cổ với Dương Tiểu Cẩn. Lần đầu tiên tôi đến Dương Thành, người đầu tiên tiếp xúc với tôi, là một người trung niên tên là Ninh Cốc Nham. Nghe thấy cái tên này, Sở Trần theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Tử Mặc. Họ Ninh, Ninh Tử Mặc khuôn mặt âm trầm vài phần, tiếp tục nói. Ninh Cốc Nham dẫn tôi đến quyền quán vĩnh dạ dưới tòa nhà Quang Minh, lúc ấy có một cao cấp vĩnh dạ tiếp đãi chúng tôi, hơn nữa còn mời Dương Tiểu Cần tới trong phòng khách quý. Ngữ khí Lý Chấn dừng lại, lập tức nói, lúc ấy người ra tay phế bỏ Dương Tiểu Cần, là vị cao cấp vĩnh dạ kia. Tên hắn là gì? Nắm đấm của Ninh Tử Mặc đột nhiên nắm chặt, Lý Chấn suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói, lúc Ninh Cốc Nham giới thiệu, nói tà quản Lý Trương. Đôi mắt Ninh Tử Mặc hiện lên quang mang lãnh lệ, hắn ở vĩnh dạ thời gian dài như vậy, đối với vĩnh dạ tự nhiên có một chút hiểu biết. Trong số quản lý của vĩnh dạ, có 3, 5 người họ Trương. Nếu như để cho ông nhìn thấy bọn họ, có thể nhận ra bọn họ không? Ninh Tử Mặc chậm rãi buông chủy thủ trong tay xuống. Hắn cũng không có tha thứ cho vu thần môn chủ giả mạo trước mắt này, nhưng đối phương chỉ là một kẻ bị giật dây mà thôi, năm đó người thương tổn Dương Tiểu Cẩn, Ninh Tử Mặc cũng không muốn buông tha. Lý Trần gật đầu, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hành động tối nay, môn chủ biết, thanh âm Lý Trần run rẩy, nếu để cho hắn biết tôi nói với các người những lời này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, cùng với vợ con của tôi. Tôi tự biết nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội, nhưng tôi hy vọng cửu huyền môn, có thể cứu vợ con tôi, bọn họ chỉ là người thường. Ánh mắt Lý Chấn mang theo cầu xin nhìn Sở Trần. Vợ con ông, ở nơi nào? Sở Trần hỏi, Lý Chấn vừa muốn mở miệng, khuôn mặt chợt đại biến, cả người đều run rẩy, hai mắt có một tia hồng quang chợt lóe qua. Ninh Tử Mặc vừa định mở miệng, Sở Trần ngăn lại, nhìn chằm chằm Lý Chấn. Trên trán Lý Chấn toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần sắc tái nhợt vô cùng, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Dung huyết tử trong cơ thể hẳn động, điều đó có nghĩa là, môn chủ vu thần môn thật sự, bước vào phạm vi có thể khống chế dung huyết tử cổ. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Kiều Thương Sinh, chỉ bốn phía xung quanh. Kiều Thương Sinh lập tức hiểu được, thân ảnh lặng lẽ lui ra. Môn chủ vu thần môn, Sở Trần giận dù, mở miệng, ngươi làm nhiều việc ác, bò huyễn thần cổ vào trong cơ thể một người con gái yếu đuối, tra tấn mấy năm, tội ác tày trời. Tối nay tôi liền muốn thay trời hành đạo. Sở thúc, đợi một chút. Ninh Tử Mặc nói, từ thần sắc Sở Trần, Ninh Tử Mặc cũng nhìn ra, chính chủ sau lưng giờ phút này đã có thể nghe thấy bọn họ đối thoại, có lẽ chính là thông qua dung huyết tử cổ trong cơ thể Lý Chấn. Ninh Tử Mặc lạnh lùng nói, người cùng Tiểu Cần không thù không oán, vì sao phải thương tổn cô ấy như vậy? Này, chỉ có thể nói là cô ấy không may mắn. Lý Chấn nói, tôi vừa vặn đi ngang qua Dương Thành. Phát hẳn Dương Tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tác. Thanh âm của Lý Chấn mang theo không cam lòng, lại cho bồn môn chủ nửa năm, mấy người các người, làm sao có thể là đối thủ của bồn môn chủ. Sở Trần cất bước đi lên phía trước, đưa tay một trường,
hai mắt Lý Chấn tối sầm lại, nằm trên mặt đất. Anh rể, anh giết hắn. Tống Thu mở to hai mắt, chỉ là đánh ngất xỉu thôi. Sở Trần nói, để cho hắn chết ở chỗ này, chẳng phải là làm bẩn quán nhỏ Tình La. Kiều Thương Sinh đã trở về, lắc đầu với Sở Trần. Kiều trưởng lão, ông đưa Vu Thần môn chủ này đi thôi. Sở Trần trầm giọng nói, để cho hắn trực tiếp chết đi quá tiện nghi cho hắn, trước khi chết, muốn vạch trần tội ác của hắn với giới võ giả. Tiểu Thu, cậu lái xe đưa Kiều trưởng lão. Sở Trần lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tống Thu. Tống Thu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lên cao tốc, đi càng xa càng tốt, nhất định phải rời khỏi phạm vi khống chế của môn chủ Vu Thần môn đối với Dung Huyết Từ Cổ. Tống Thu là một thiếu niên ăn một dưa thông minh, lúc này gật đầu. Kiều Thương Sinh khiêng Lý Chấn lên xe, xe rất nhanh đã biến mất trong bóng tối. Ninh Cốc Nham là ai? Sau khi Kiều Thương Sinh dẫn người rời đi, câu đầu tiên của Sở Trần liền hỏi. Ninh Tử Mặc thần sắc trầm thấp, chậm rãi nói, dựa theo vai vế mà nói, hắn là đường thúc của cháu, nhưng, cháu cùng người này trao đổi cũng không nhiều. Ánh mặt Ninh Tử Mặc vô cùng lạnh như băng, mặc kệ là ai, Tiểu Cẩn bị thương, nhất định phải hoàn trả. Còn quản lý trương của Vĩnh Dạ thì sao? Sở Trần nói, có thể xác định là vì dây nào không? Điều này cũng không khó. Ninh Tử Mặc nói, quản lý họ Trương ở Vĩnh Dạ mặc dù có mảy người, nhưng môn chủ giả mạo Lý Chấn có đỡ nhận ra, chờ bọn họ đến nơi an toàn, cháu tìm được mấy người quản lý kia ảnh chụp gửi qua để Lý Chấn nhận ra là được. Ta ngược lại rất tò mò thân phận của vị Vu Thần môn chủ thần bí kia, ngay cả người của Vu Thần môn cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thật của hắn. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, hắn đêm nay cũng đi tới Thiền Thành, cậu nói xem hắn có thể cũng họ Ninh. Họ Ninh, Sở Trần suy đoán cũng không phải là không có căn cứ, ngay từ đầu người phụ trách tiếp đãi Lý Chấn, chính là người Ninh gia. Ninh Từ Mặc trầm mặc, Ninh gia thân là đệ nhất gia tộc Thiên Nam, nội bộ cũng không phải là một khối thùng sắt. Năm đó Ninh Từ Mặc nổi bật, không chỉ áp đảo thế hệ trẻ của Dương Thành, mà còn thu hết hào quang của những người cùng thế hệ của Ninh gia. Ninh gia có người muốn Ninh Tử Mặc ngã xuống, vậy cũng là bình thường. Nhưng, cụ thể chân tướng, Sở Trần cũng không có hứng thú rất lớn biết. Liên lụy đến nội đấu giữa đệ nhất gia tộc Thiên Nam, Sở Trần cảm thấy vẫn là kính trọng nhưng không thể gần gũi tương đối tốt. Tiểu Vô Ưu, lấy một chậu nước tới đánh thức hắn dậy. Sở Trần chỉ vào trên mặt đất còn có Vu Thanh trưởng lão hôn mê. Tiểu Vô Ưu nhanh chóng xoay người, rất nhanh liền bưng tới một chậu nước, tôi lo lắng nhiệt độ nước không đủ đông lạnh. Thêm đá vào. Sở Trần, Tiểu Vô Ưu này đêm nay tựa hồ có chút phấn khích. Trong lòng cô chẳng lẽ chảy là dòng máu hiếu chiến. Một chậu nước hắt lên mặt Vu Thanh trưởng lão, còn có mấy khối đá đập xuống. Vu Thanh trưởng lão run rẩy tỉnh lại, cảm giác khuôn mặt lạnh lẽo, đầu óc trong nháy mắt mơ hồ, chính mình ngủ đến mùa đông. Chậm rãi phục hồi tinh thần, Vu Thanh trưởng lão ngẩng đầu đảo qua, khuôn mặt đại biến mạnh mẽ. Cả người truyền đến một trận cảm giác lạnh lẽo, môn chủ. Môn chủ đâu, vị trí ban đầu môn chủ Vu Thần môn nằm, chỉ để lại một vũng máu. Người tình nguyện chết còn không chịu khai báo người sau lưng chỉ đạo hắn, tôi chỉ có thể tiễn hắn đi. Sở Trần trả lời, Vu Thanh trưởng lão sắc mặt trắng bệch, đi rồi. Vu Thanh trưởng lão đánh giá một chút thâm ý của những lời này của Sở Trần, thần sắc sợ hãi. Hủy thi thể đứa bị diệt phóng, tôi thực sự không biết gì cả. Đầu Vu Thanh trưởng lão nằm trên mặt đất, càng không phải là tâm phúc của môn chủ. Làm sao ngươi chứng minh được? Sở Trần hỏi, Vu Thanh sửng sốt một chút, một lúc lâu sau, nói, trước hôm nay, tôi chưa từng thấy qua chân dung của môn chủ. Trước kia ngươi nhìn thấy đều là một co sao? Mạc Vô Ưu tranh hỏi, trước kia môn chủ đại đa số tình huống đều là ở vào trạng thái bế quan, ngẫu nhiên xuất hiện, sẽ mang theo một cái mặt nạ thanh lang. Thanh ảm Vu Thanh run rẩy, tôi nói. Không có nửa câu nói dối. Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc liếc nhau một cái, bọn họ cũng tin tưởng, từ trong miệng vị Vu Thanh trưởng lão trước mắt này hỏi không ra cái gì. Đánh gãy một chân, ném ra ngoài. Sở Trần khoát tay áo. Ninh Tử Mặc sải bước đi qua, nhắc tới Vu trưởng lão, đi ra bên ngoài, không bao lâu, cách quản nhỏ Tinh La không xa, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo, thê lương vô cùng, tựa như nửa đêm quỷ khóc. Ninh Tử Mặc vừa mới trở về nội viện, chợt nghe thấy thanh âm của Mạc Vô Ưu, Sở đại ca, Dương tiểu thư tính rồi. Trận chiến này của Sở Trần làm cho Tiểu Vô Ưu vốn kính nể anh càng thêm sùng bái hắn không thôi, ngay cả xưng hô cũng không biết biến thành Sở đại ca. Ninh Tử Mặc bước nhanh tới,
Dương Tiểu Cần chậm rãi ngồi dậy, Tiểu Cần. Thân hình Dương Tiểu Cần mãnh liệt chấn động, giống như nằm mơ, nửa hồi, Dương Tiểu Cần vội vàng mở miệng, Tử Mặc, anh mau chạy đi, rời khỏi Vĩnh Dạ, có người muốn gây bất lợi cho anh. Ninh Tử Mặc bước chân lập tức dừng lại, thân hình cứng ngắc. Ký ức của cô ấy, chỉ dừng lại ở thời khắc trước khi bị phế bỏ võ công. Thanh âm của Sở Trần vang lên. Sở Trần từng nói qua, một khi Dương Tiểu Cần tỉnh lại, thế giới trí nhớ hư cấu những năm gần đây, đều sẽ theo đó biến mất không thấy. Hắn đột nhiên như nghẹn ở cổ họng, môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết phải nói với Dương Tiểu Cần như thế nào. Dương Tiểu Cần đối với Ninh Tử Mặc thật sự là tình yêu đích thực. Mạc Vô Ưu khẽ thở dài một tiếng. Dương Tiểu Cần tĩnh lại trước Mộ Tiên, chính là lo lắng an nguy của Ninh Tử Mặc. Nếu không phải là tình yêu hai bên, làm sao có thể trải qua tra tấn như vậy chứ? Sở Trần khoát tay áo với Mạc Vô Ưu, thần sắc thiếu nữ mơ hồ một chút, Sở Trần đơn giản lôi kéo Mạc Vô Ưu đi ra ngoài, Sở đại ca, anh làm gì, A Nội viện tinh la dưới ánh trăng, mặt đất còn sót lại dấu vết của quan tâm trận, gió đêm lay động những bông hoa được trồng trong nội viện, Ninh Tử Mặc nắm chặt hai tay đương Tiểu Cần, Tiểu Cần, rốt cuộc em cũng đã trở ý ại rồi, thực xin lỗi. Trong mắt Ninh Tử Mặc không khống chế được cố nước mắt, ngày hắn gặp lại Dương Tiểu Cần, đã quá lâu. Lông mi Dương Tiểu Cần run rẩy một chút, ánh mắt còn có chút khó có thể mở ra, em. Đã hôn mê bao lâu rồi? Trong trí nhớ của Dương Tiểu Cần, sau khi cô bị quản lý Trương phế bỏ võ công liền ngất đi, bọn họ có gây bất lợi cho anh không? Năm đó là ai ra tay làm em bị thương? Ninh Tử Mặc trầm giọng hỏi. Thân thể Dương Tiểu Cần rung động, con người chậm rãi mở ra, tựa hồ còn chưa thích ứng, nhắm lại một hồi, lại chậm rãi mở ra, nhìn thấy hình ảnh có chút mơ hồ. Nhưng nhìn khuôn mặt trước mắt này, so với ỷ 6 năm trước, khuôn mặt Ninh Tử Mặc có thêm vài phần cương nghị, thiếu đi vài phần ôn ngọc của đệ nhất công tử Thiên Nam ngày xưa. Dương Tiểu Cần cảm thấy có chút hoảng hốt, năm đó. Từ khi em biến mất, đến bây giờ, đỡ 6 năm rồi. Ninh Tử Mặc nắm chặt tay Dương Tiểu Cần, trong lòng hắn có áy náy, đồng thời càng thêm sự hãi lại mất đi. Dương Tiểu Cần ngây ngốc như bị điện giật. 6 năm, đầu óc Dương Tiểu Cần trống rỗng. Thật lâu sau, Dương Tiểu Cần chậm rãi phục hồi tinh thần, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía này, là hoàn cảnh xa lạ, thế nhưng, cô không có một chút ấn tượng. Ý anh là, sau khi em bị đánh hôn mê, giống như một người thực vật, hôn mê sáu nám. Môi Dương Tiểu Cần có chút trăng bệch, tùy ý là ai nghe thấy trí nhớ của mình thiếu sót sáu năm, cũng khó có thể tiếp nhận. Dương Tiểu Cần nhìn Ninh Tử Mặc, sáu năm nay, anh nhất định sống không tốt. Trái tim Ninh Tử Mặc phảng phất như bị đao đào qua, kịch liệt quặn đau. Hắn nhiều lần muốn mở miệng, nhưng cổ họng phảng phất bị chặn lại, môi nặng ngàn cân. Tử Mặc, nói cho em biết, mấy năm nay đều đã xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Cần dựa vào vai Ninh Tử Mặc, phảng phất ý thức được cái gì đó, nhẹ giọng mở miệng, em muốn biết. Trương quản lý đã thương em, hắn là Trương Nghiệp Cường. Đôi mắt Ninh Tử Mặc hiện lên một đạo hận sắc. Vừa rồi hắn còn cùng Sở Trần thảo luận người năm đó đã thương Dương Tiểu Cần, đều bỏ quên, trí nhớ của Dương Tiểu Cần sẽ khôi phục. Sau khi em bị Trương Nghiệp Cường đả thương, liền bị dẫn ra khỏi Vĩnh Dạ, đi tới Thiền Thành. Ninh Tử Mặc lẩm bẩm mở miệng, bị Vu Thần Môn chủ khống chế. Ánh trăng rất trầm, Dương Tiểu Cần chưa từng nghe qua Vu Thần Môn, chưa bao giờ biết huyễn thần cổ, nhưng cô không hỏi nhiều, rúc vào lòng Ninh Tử Mặc. Yên lặng nghe Ninh Tử Mặc nói tất cả những gì xảy ra trong 6 năm qua. Thời gian 6 năm rất dài, chuyện có thể nói cũng rất ít. Dương Tiểu Cần bị huyễn thần cổ khống chế, sống ở một thế giới hư cấu khác, bị sửa đổi trí nhớ. Ninh Tử Mặc khổ sở tìm Dương Tiểu Cần không có kết quả, ở lại Vĩnh Dạ, liên tục hơn 5 năm bất bại, khổ sở chờ tin tức của Dương Tiểu Cần. Mãi cho đến khi Sở Trần xuất hiện, thấp, một tầng mây đen dần dần che khuất bóng trăng. Tiểu viện tăng thêm vài phần khí tức trong trẻo lạnh lùng. Một âm thanh nhẹ nhàng kể câu chuyện giống như một sức nặng ngàn cân. Dương Tiểu Cần vẫn không có đáp lại, nhưng Ninh Tử Mặc cảm nhận được, thân hình cô gái rúc rúc trên vai hắn đang nhỏ nhẹ run rẩy. Cô cực lực kiềm chế cảm xúc, tiêu hóa câu chuyện đen tối nghe có vẻ khó tin này, mà nhân vật chính của câu chuyện lại là cô. Huyễn thần cổ trong người, bị vây trong thế giới hư cấu, cơ hội ngẫu nhiên, quen biết một người bạn duy nhất, cuối cùng gặp Sở Trần. Sở thúc sau khi đánh bại anh, còn ở trong tay Vu Thần Môn cứu em, hơn nữa tối nay phá giải huyễn thần cổ trong cơ thể em. Ninh Tử Mặc ôm chặt Dương Tiểu Cần, lúc này, hắn không cần nói thêm gì nữa, cô gái thiếu sót 6 năm,
hắn lựa chọn dùng cả đời làm bạn để bù đắp. Thật lâu sau, Dương Tiểu Cần ngồi thẳng người, anh nói xem, em có một người bạn duy nhất, tên cô ấy là gì? Em cái gì cũng không thể nhớ nổi. Ninh Tử Mặc lấy ra một tờ giấy, đây là do chính em viết. Dương Tiểu Cần tiếp nhận, nhìn qua, một lát sau, hai tay khẽ run rẩy, cô ấy là ánh sáng duy nhất em đặt mình trong bóng tối ồ trong đầu Dương Tiểu Cần xuất hiện một bóng dáng mơ hồ không rõ. Thật lâu sau, Dương Tiểu Cần lẩm bẩm nói, chị Tiêu Lãng. Theo bản năng nắm chặt tờ giấy trong tay, ký ức 6 năm cô thiếu, chỉ một tờ giấy là có thể khái quát. Thân hình Dương Tiểu Cần khẽ run rẩy. Xin lỗi, Ninh Tử Mặc ôm Dương Tiểu Cần vào trong ngực, tôi hại em chịu khổ rồi. Dương Tiểu Cần ngẩng đầu lên, so ra, không phải anh càng khổ sao? Em không có ký ức 6 năm này, giống như là ngủ một giấc, mà anh, là thật sự vượt qua từng phút từng giây trong 6 năm, còn có, Ninh gia. Anh sẽ trở về, cũng không phải là vì vị trí đại thiếu gia Ninh gia. Ánh mắt Ninh Tử Mặc hiện lên sắc bén, anh sẽ đòi Ninh Cốc Nham giải thích. Dương Tiểu Cần nắm tay Ninh Tử Mặc, từ hôm nay trở đi, chúng ta không bao giờ tách ra nữa. Ánh mắt Ninh Tử Mặc kiên định, dùng sức gật đầu. Ánh trăng mờ nhạt, Dương Tiểu Cần được Ninh Tử Mặc dìu đứng lên. Cô từng là một quyền sư, nhưng sau khi bị quản lý trương của Vĩnh Dạ phế bỏ, trong 6 năm bị huyễn thần cổ khống chế, hiện giờ thân thể này ngay cả người bình thường cũng không bằng. Là Sở Trần cứu chúng ta. Dương Tiểu Cần nói, chúng ta đi cảm tạ ân nhân đi. Ninh Tử Mặc Trần chờ một chút, hắn là đệ tử của vị lão gia tử Ninh gia anh gọi hắn là Sở Thúc. Dương Tiểu Cần giật mình, lập tức gật gật đầu. Hai người trở về phòng khách, con người Dương Tiểu Cần nhìn qua, Sở Trần một thân mặc thường phục, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, động tác hai tay nước chảy mây trôi, anh đang pha trà, người con gái ngồi bên trái Sở Trần, váy màu vàng nhạt, da thịt trắng nõn, mắt phượng mê người. Ninh Tử Mặc ở một bên giới thiệu cho cỏ, đó là vợ của Sở Trần, tam tiểu thư Tống gia Tống Nhan ở Thiền Thành. Ngồi bên cạnh Tống Nhan một thiếu nữ xinh đẹp khóe miệng co rút, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to mang theo bất mãn nhìn chằm chằm Sở Trần. Đây là tiểu vô ưu liều mạng muốn ở lại nội viện làm bóng đèn điện, bị Sở Trần kéo trở về, giờ phút này còn vô cùng bất mãn với Sở Trần. Mặc dù anh là Sở đại ca, anh cũng không thể làm gì thì làm. Sở Thúc, Ninh Tử Mặc hô một tiếng. Dương Tiểu Cần cũng khom người thật sâu về phía Sở Trần, Sở Thúc, đa tạ Thúc đã cứu Tử Mặc và tôi. Đều là người nhà không cần khách khí. Sở Trần mỉm cười, ngồi xuống uống trà đi. Ninh Tử Mặc kéo tay Dương Tiểu Cần ngồi xuống. Sở Trần rất nhanh cũng pha trà xong, rót cho mỗi người một chén, thử một lần đại hồng bào của Mạc Lão. Đây chính là đặc biệt chính công, tôi cũng là thừa dịp hắn ngủ mới trộm một chút. Mạc Phụ Yêu, cháu gái của Mạc Lão vẫn đang ngồi đây. Mạc Phụ Yêu cúi đầu nhìn thoáng qua chén trà, óng ánh trong suốt, có loại mỹ cảm bình thường khi uống trà không cảm nhận được, nhịn không được thưởng thức một ngụm, thật thơm. Tống Nhan cơ hồ mỗi ngày đều có thể uống được trà Sở Trần tự tay pha, ngược lại cũng quen. Dương Tiểu Cần cầm lấy chén trà thưởng thức một ngụm, đang muốn cảm thán, con ngươi lơ đãng liếc về một hướng. Trong nháy mắt hoa dung thất sắc, leng keng, chén trà trong tay trượt xuống, rơi xuống đất, vỡ vụn. Ninh Từ Mặc kinh hãi. Vội vàng nắm lấy tay Dương Tiểu Cần, Tiểu Cản, Dương Tiểu Cần NSLN phía kia, vừa lúc có một tấm gương. Mặt của tôi, khuôn mặt Dương Tiểu Cần trắng bệch, cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo, theo bản năng sờ sờ khuôn mặt mình một chút, trong mắt đột nhiên mở to đến cực hạn, thất thanh thét chói tai một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, thân hình chật vật lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tiểu Cần, không sao đâu, Ninh Tử Mặc đi lên, nhưng Dương Tiểu Cần trực tiếp hét tay Ninh Tử Mặc ra. Trong lúc bất chợt hướng bên ngoài quán nhỏ Tinh La xông ra ngoài. Tống Nhan cùng Mạc Vô Ưu đều đứng lên, thần sắc lo lắng, Sở Trần, làm sao bây giờ? Luôn luôn phải đối mặt, Sở Trần thở dài một tiếng, để cho hai người bọn họ tự mình giải quyết đi. Khuôn mặt Dương Tiểu Cần bị thương, Sở Trần cũng đã suy nghĩ qua, nhưng mà, đó không phải là vết sẹo đơn giản, là gặp phải huyễn thần cổ nhiều năm suốt tháng cắn nuốt, để lại vết sẹo như vậy, Sở Trần cũng bất lực. Có lẽ, cửu sư phụ có thể chữa khỏi. Trọng lòng sỏ, Trần toát ra một ý niệm như vậy, cửu sư phụ đổ ồ với phương diện này, trình độ rất cao. Trước cửa quán nhỏ Tinh La, thân ảnh Dương Tiểu Cần đột nhiên lao ra, Trương Vận Quốc ngồi ở cửa lập tức đứng lên, sau đó thấy Ninh Tử Mặc cũng xông ra ngoài. Đây là sao? Trương Vận Quốc thần sắc nghi hoặc, Sở Trần từ nội viện trở về phòng khách, Trương Vận Quốc liền đi ra cửa Tinh La, khoanh chân ngồi yên, trong đầu không ngừng phát lại chuyện xảy ra hôm nay.
Bắt đầu từ việc không thấy rõ người Tống ra mệnh cách, đến Sở Trần lực trảm huyễn thần cổ, tất cả những chuyện này, đều đang nói cho Trương Vận Quốc một sự thật. Sở Trần này, không tầm thường. Lúc Sở Trần ở nội viện xuất ra lệnh của thiếu chủ Cửu Huyền, Trương Vận Quốc cũng không biết, nói cách khác, Trương Vận Quốc không chỉ trong lòng không còn nghi hoặc nữa, hiện tại khẳng định còn đang ôm đùi, hắn trăm cay nghìn đắng, cũng không cách nào đụng phải cánh cửa Cửu Huyền môn. Không thể phủ nhận, Trương Vận Quốc là người học giỏi, lúc người khác đánh nhau uống trà xong, hắn một mình ở cửa tổng kết hiểu được. Trương Vận Quốc ngẩng đầu nhìn qua, phố cổ đen kịt, liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy, đường phố lầy lội không chịu nổi, nơi Dương Tiểu Cần chạy qua còn bắn tung tóe bọt nước, Ninh Tử Mặc nhanh hơn, bắt được Dương Tiểu Cần, Trương Vận Quốc không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, hắn chỉ nhìn thấy, Dương Tiểu Cần đang liều mạng giãy giụa, mà Ninh Tử Mặc vững vàng ôm lấy cô. Phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe, Trương Vận Quốc hai tay khép lại, vô lượng thiên tôn. Sau đó, Trương Vận Quốc tiếp tục nhìn qua, khoảng 5 phút đồng hồ, Ninh Tử Mặc đột nhiên cúi người, hôn lên môi Dương Tiểu Cần. Chữ ơn đạo trưởng mở to hai mắt, đồi phong bại tục. Trương Vận Quốc mở to hai mắt, người trẻ tuổi bây giờ, đều hào phóng phóng khoáng như vậy sao? Một lát sau, hai bóng người tách ra, Ninh Tử Mặc thủy chung nắm chặt hai tay Dương Tiểu Cần. Trương Vận Quốc lại không biết hai người đang nói cái gì, chỉ thấy Dương Tiểu Cần tâm tình bình tĩnh không ít, Trương Vận Quốc cũng không tiếp tục nhìn nữa, khoanh chân ngồi xuống. Bỗng nhiên, Trương Vận Quốc cảm giác trong lòng truyền đến cảm giác run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, không có hôn. Mí mắt Trương Vận Quốc không ngừng nhảy lên, đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng một cỗ hàn khí toát ra, hai tay theo bản năng run lên. Một mái nhà, dưới ánh trăng mông lung chiếu rọi, một bộ đồ đen đứng chắp tay, khuôn mặt đeo mặt nạ thanh lang lạnh như băng, dưới ánh trăng, phá lệ băng hàn. Mau trở về, Trương Vận Quốc hét lớn một tiếng. Ninh Tử Mặc cũng nhận ra sự tồn tại của người đeo mặt nạ thanh lang, bảo vệ Dương Tiểu Cần ở phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người mặt nạ thanh lang. Môn chủ Vu Thần Môn, hắn đã xuất hiện, đối phương tuy rằng không có xuất thủ, nhưng Ninh Tử Mặc rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức áp bách khủng bố. Thực lực của người đeo mặt nạ thanh lang trước mắt này, vượt xa Vu Thần Môn chủ giả xuất hiện tối nay. Nhưng mà giờ phút này, Kiều Thương Sinh trưởng lão cũng không ở quán nhỏ Tinh La. Tiểu Cần, rút về. Ninh Tử Mặc hét lớn một tiếng, tìm Sở Thúc. Kiều Thương Sinh không có ở đây, Ninh Tử Mặc theo bản năng cho rằng, chỉ có Sở Trần mới có thể ứng phó cục diện trước mắt. Lúc này, Ninh Tử Mặc tựa hồ xem nhẹ một sự thật, Sở Trần ngay cả tiên thiên cũng chưa bước vào. Ninh Tử Mặc quyết đoán nhảy lên, vung quyền xông về phía người mặt nạ thanh lang. Dương Tiểu Cần hiểu được dưới loại tình huống này không thể kéo dài, trực tiếp chạy về phía quán nhỏ Tinh La, nhưng... Đám người Sở Trần từ lúc Trương Vận Quốc giống to một tiếng đã đi ra, Sở Trần ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử cũng co rụt lại, lập tức nói Trương đạo trưởng, đứng yên đừng nhúc nhích, bảo hộ các cô XFJ ấy. Sở Trần sải bước lớn, trong tay lấy ra một tấm tiểu ngũ lôi phù, ném tới người đeo mặt nạ thanh lang. Bang, người mặt nạ thanh lang chống lại Ninh Tử Mặc, chỉ một quyền đã đánh lui Ninh Tử Mặc. Tiểu ngũ lôi phù vừa vặn rơi vào trên người người đeo mặt nạ thanh lang. Đùng phát ra một tiếng nổ lớn. Người mặt nạ thanh lang hừ lạnh một tiếng, vung quyền đánh về phía tiểu ngũ lôi phù, một đạo linh phù lôi điện kia không thể làm người mặt nạ thanh lang mảy may. Thân ảnh Ninh Tử Mặc rơi xuống đất, lẳng lặng lui về phía sau vài bước. Sở Trần thần sắc ngưng trọng NSLN ngó y mặt nạ thanh lang, võ đạo tông sư. Lời vừa dứt, trong lòng mọi người đều đột nhiên chan động. Trên tiên thiên, võ đạo tông sư, mặt nạ mà người trước mắt này đeo. Chính là dấu hiệu của môn chủ Vu Thần Môn mà Lý Chấn cùng với Vu Thanh trưởng lão nhắc tới, có thể nói, kẻ sai khiến phía sau huyễn thần cổ trên người Dương Tiểu Cần, người này nhất định là một trong số đó. Thân ảnh người đeo mặt nạ thanh lang nhảy xuống đất, Sở Trần và Ninh Tử Mặc sóng vai đứng. Ninh Tử Mặc cảm nhận được một cỗ lực áp bách vô cùng hào hùng. Hắn vừa mới đột phá đến tiên thiên, nhưng người đeo mặt nạ thanh lang, là võ đạo tông sư. Google TGAng này. Đọc ngay không quảng cáo tgumguyen.vn so với hắn cao hơn một cấp độ. Khóe mắt Ninh Tử Mặc lơ đãng liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, hắn vốn tưởng rằng Sở Trần so với hắn càng hoảng loạn, nhưng không nghĩ tới, ánh mắt Sở Trần giờ phút này nóng rực, tựa hồ có loại cảm giác chiến ý nồng đậm. Hắn ngay cả tiên thiên cũng chưa bước vào, lại muốn cùng võ đạo tông sư đánh một trận. Sở Thúc, Ninh Tử Mặc vừa muốn mở miệng. Bên tai cũng đã truyền đến thanh âm của Sở Trần, đợi lật nữa ta phụ trách ngăn cân hắn, cậu dẫn những người khác rút lui,
đến nơi đông người náo nhiệt, ta không tin hắn dám đeo bộ mặt nạ quỷ này rêu rao xung quanh. Sở thúc, để cho cháu đi. Ninh Tử Mặc cắn răng trầm giọng nói. Cậu ngăn không được, Sở Trần ánh mắt nhìn chằm chằm người mặt nạ thanh lang. Thanh âm của người mặt nạ thanh lang lạnh như băng, ngươi cho rằng, ngươi có thể. Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên, không thử làm sao biết. Ngu muội vô tri, người đeo mặt nạ thanh lang rõ ràng mang theo trào phúng, trên người mang theo sát khí, lão phu bồi dưỡng huyễn thần cổ 6 năm, bị các người một đêm hủy diệt, ngoại trừ dâng lên máu tươi của các người, lão phu thật sự nghĩ không ra, còn có cái gì có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng ta. Máu tươi của ta, người muốn có được sao? Sở Trần thản nhiên hỏi, chỉ là một phu thần môn chủ, cũng dám không coi ai ra gì như vậy. Người mặt nạ thanh lang cười to ánh mắt mang theo suy nghĩ, thiếu chủ cửu huyền môn, uy phong thật lớn a. Đáng tiếc, ở trong mắt lão phu, người bây giờ giống như một con kiến hôi tùy tiện có thể bóp chết, giết người bật quá chỉ là chuyện duỗi thắt lưng mà thôi. Người duỗi thử xem, Sở Trần nói, tiếng cười của người đeo mặt nạ thanh lang đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra hung quang, thân ảnh chậm rãi tiến tới gần hai người, Sở Trần, người hảo hảo ở nhà làm con rể, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ninh Tử Mặc, Vĩnh Dạ đối đãi với ngươi rất tốt, nơi đó mới là nơi ở của ngươi, từ một khắc ngươi rời khỏi Vĩnh Dạ, ngươi nhất định phải đối mặt với cái chết. Không che giấu chút sát khí nào, mục tiêu của người mặt nạ thanh lang, Sở Trần và Ninh Tử Mặc. Trước quán nhỏ Tinh La, khuôn mặt mấy người biến sắc. Trương đạo trưởng, ông cứu họ đi. Tống Nhan thấy Trương Vận Quốc còn đứng ở một bên, lo lắng hô một tiếng. Môi Trương Vận Quốc theo bản năng run rẩy một chút. Võ đạo tông sư, đây chính là cao thủ hạng nhất trong giới võ giả, một cái tát là có thể đánh chết hắn, hắn làm sao đi cứu. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi muốn giết Sở Trần, liền dẫm lên bộ xương già của ta đi. Một đạo thanh âm giống giận trong lúc bất chợt từ trong quán nhỏ Tinh La truyền ra, chân Mạc Nhàn không nhanh nhẹn, nhưng giờ phút này cầm nạng lao ra, trực tiếp đi tới trước mặt Sở Trần. Mạc lão, ngài đây là... Sở Trần có chút giở khóc giở cười. Trong lòng cũng có cảm động, Tiểu Mặc, cậu dẫn bọn họ đi. Ninh Tử Mặc bước chân cũng không rời đi. Một bộ hương thơm nhàn nhạt truyền đến, Sở Trần giật mình. Tống Nhan đi tới bên cạnh anh, mặc dù tay trói gà không chặt nhưng giờ phút này, kề vai đứng. Mở miệng, Dương Tiểu Cẩn yên lặng đi tới bên cạnh Ninh Tử Mặc. Sở đại ca, chúng ta cùng lên, cho dù là võ đạo tông sư, cũng có thể chu toàn một hồi. Tiểu Vô Ưu cũng sải bước đi lên. Đồng thời có chút ghét bỏ kéo quần áo Mạc Nhàn một chút, ông nội, ông đừng giúp thêm phiền. Mạc Nhàn trợn mắt mở đầu, lúc ông nội đánh con bằng nạng này, con còn mặc tã lót. Mạc Phụ Yêu, bị đánh khi mặc tã lót, có phải là ông nội ruột không? Trước cụ án nhỏ Tinh La, Trương Vận Quốc thần sắc dẫy dụa, hai tay khẽ run. Đó chính là võ đạo tổng sư A, mấy người bọn họ, võ đạo tông sư trực tiếp một cái tát chết, cùng nhau lên có tác dụng sao? Đây là một đám kẻ ngốc, Trương Vận Quốc hùng hùng hổ hổ, đi tới bên cạnh Mạc Nhàn. Thấy một màn này, người đeo mặt nạ thanh lang không khỏi nở nụ cười. Thật thú vị, người mặt nạ thanh lang đột nhiên xài bược, vung quyền đánh về Phla Mạc Di Nhàn đứng ở phía trước. Quyền phong hùng hậu hào hùng quét tới, Mạc Phỏ Yêu sắc mặt đại biến, ông nội. Mạc Phỏ Yêu vừa muốn xông lên, trong nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng kéo trở về. Trong tay Sở Trần lấy ra ba tấm bùa. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đập ra ngoài, người đeo mặt nạ thanh lang căn bản không để ý thủ đoạn bùa chú của Sở Trần, xuất quyền nhanh chóng, ba tấm bùa đều bị đánh bể. Lui ra phía sau, Sở Trần quát một tiếng, Trương đạo trưởng, Mạc lão giao cho ông. Trong nháy mắt khi ba tấm bùa nổ tung, khói dày đặc bốc lên tại chỗ, che khuất thân ảnh người đeo mặt nạ thanh lang. Hạ phẩm bùa, tụ vụ bùa, Trương Vận Quốc do ràng sửng sốt một chút, nhưng rõ ràng ba tấm hạ phẩm bùa bình thường giờ phút này lại phát huy ra hiệu quả, ngăn trở bước chân của người đeo mặt nạ thanh lang, Sở Trần vận dụng bùa, quả thực đến mức xuất thần nhập hóa. Mau lui đi, thanh âm Sở Trần như sấm, đồng thời ôm Tống Nhan, nhanh chóng lui về phía sau. Đối thủ của bọn họ là võ đạo tông sư, không thể liều mạng. Không có đường lui, bọn họ đều napem việc nghĩa không được chùn bước đứng ra, muốn cùng y người mặt nạ thanh lang quyết một trận tử chiến, nhưng mà hiện tại có tụ vụ bùa ngăn trở. Đây là Sở Trần tranh thủ cho tất cả mọi người một chút hy vọng sống. Lùi lại, Ninh Tử Mặc ôm lấy Dương Tiểu Can, Trương Vận Quốc ôm Mạc Nhàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.